Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 431, tín ngưỡng. Tiệc rượu đêm đó tàn, Trương Dương và Hồ Nhân Như đi về căn biệt thự gỗ ở Nam Hồ, lúc hai người vào cửa, Hồ Nhân Như kéo Trương Dương ngồi xuống ghế sofa, ôn nhu nói, mệt không, em đi chuẩn bị nước nóng, tắm rửa một chút. Trương Dương lắc đầu nói, không vội, trò chuyện trước đã. Hồ Nhân Như đứng dậy pha cho hắn một ly cà phê mang đến. Trương Dương uống một ngụm cà phê, nói, hai ngày nay trong đầu nghĩ nhiều chuyện quá, loạn thành một cục, lời nói của Khương Lượng ngày hôm nay đã nhắc nhở anh, hạng mục sân bay mới rốt cục có gì hấp dẫn. Anh cũng không nghĩ ra. Hồ Nhân Như nói, có phải là do thiếu tiền không? Trương Dương nói, tiền không phải là vấn đề, là anh thấy có chút loạn. Hồ Nhân Như cười nói, anh đó, vì sao lại làm sân bay mới, anh khẳng định biết. Trương Dương nói, ai cũng biết mà. Hồ Nhân Như nói, sau khi sân bay xây xong, sẽ trở thành sân bay lớn nhất phía Bắc Bình Hải, hơn nữa còn hấp dẫn thành phố Tây Bộ, tất cả du khách sẽ đến sân bay này, ưu thế của khu vực trung tâm Giang Thành sẽ trở nên rõ ràng hơn, cái này không chỉ là vấn đề tăng cao chất lượng hình tượng, mà còn có thể làm cho kinh tế của Giang Thành phát triển và tăng mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói, lời em nói tất cả anh đều hiểu, nhưng mà anh làm sao có thể nói với người khác? Đầu tư sân bay là một việc có lời rất lớn. Những thương nhân, công ty, ngân hàng, tiền của ai cũng không dễ lấy, người ta bỏ tiền ra là muốn thấy được hiệu quả và lợi ích, anh làm sao nói chuyện với họ. Phương pháp tốt nhất là dùng lợi ích để lay động bọn họ, em phải làm rõ bọn họ đầu tư vào thì bọn họ sẽ có chỗ tốt gì. Hồ Nhân Như cười nói, thật ra cái này căn bản là không cần anh quan tâm, những thương nhân tinh mắt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tài chính Giang Thành cũng vĩnh viễn không gặp trắc trở nếu như anh đem Giang Thành trở thành một phần cổ phiếu, như vậy thì giá của cái cổ phiếu này trong tương lai không lâu sẽ tăng lên gấp 10, 20 lần thậm chí là còn tăng lên cả 100 lần. Bây giờ đầu tư vào Giang Thành, tiền lời sau này tất nhiên sẽ rất nhiều, trước mặt một cơ hội tốt như vậy, thương nhân nhìn trước lo sau mới là kẻ ngu xuẩn nhất. Em dám khẳng định, không bao lâu sau, những người đã bỏ qua cơ hội này nhất định sẽ hối hận. Trương Dương vuốt ve mái tóc của Hồ Nhân Như. Thâm tình nói, nghe em nói vậy, trong lòng anh cũng thoải mái hơn rồi, vốn anh không cần phải đi cầu người khác, bởi vì anh đang cầm một dương châu báu, người khác không đến lấy thì đó là tổn thất của bọn họ. Hồ Nhân Như cười hì hì nói, có thể nói như vậy, được rồi, em liên hệ chú Chu giúp anh, xem chú ấy có hứng thú không. Trương Dương lắc đầu nói, thôi khỏi đi, chú ấy không được sạch sẽ, chuyện này có tính chính trị quá mạnh, không thể để cho chú ấy xen vào. Hồ Nhân Như cũng rõ ràng trốn quan trường là nơi đầy cạm bẫy, chỉ cần sơ sẩy là bị người ta nắm lấy nhược điểm, Chu Vân Phàm quả thật đúng như lời của Trương Dương nói, bàn tay không được sạch sẽ, dùng tiền của ông ta, khó bảo đảm là sau này không xảy ra chuyện. Trương Dương ở trong quan trường càng lâu, thì tính cảnh giác chính trị của hắn ngày càng tăng lên không ít. Nhược điểm có đôi khi là do chính mình đưa tặng cho người khác. Hạng mục xây dựng sân bay ở Giang Thành lần này chính là tiêu điểm, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa. Cái này không chỉ liên quan đến số phận và tiền đồ của hắn, mà còn liên quan đến tiền đồ chính trị của Đỗ Thiên Giã, không thể qua loa được. Hồ Nhân Như nói, hạng mục sân bay này không nên đem ánh mắt giới hạn trong Giang Thành, anh hẳn là nên đưa mắt nhìn ra Bình Hải, đưa mắt ra toàn quốc, thậm chí là có thể thu hút sự đầu tư của nước ngoài. Thương nhân tinh mắt trên thế giới này rất nhiều, đặt ra một cái bánh kem lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không nhìn thấy. Trương Dương nói, một ruộng ngô đồng không lo không dụ được kim phượng hoàng. Vừa dứt lời, điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại là do Hà Trường An gọi đến, gã đi thẳng vào vấn đề, Trương Dương, chú là Hà Trường An, nghe nói Giang Thành các người đang chuẩn bị xây dựng hạng mục sân bay mới, chú rất có hứng thú. Cú điện thoại này đối với Trương Dương mà nói, có thể gọi là mưa ngay mùa hạn, Hà Trường An có thực lực kinh tế lớn, chỉ cần gã muốn tham gia đầu tư, thì căn bản là không cần những người khác nhúng tay vào. Hạng mục sân bay này cũng có thể xây dựng lên. Trong lòng Trương Dương rất vui, nhưng ngoài miệng lại nói, chú Hà, chú biết đây, hạng mục xây dựng sân bay này là công trình trọng điểm của chính phủ Giang Thành, giữ thái độ bảo thủ với tư nhân tự tiến cử, chuyện này còn phải thương lượng với thành phố đã. Hà Trường An cười ha hả nói, Trương Dương, còn đại khái là không biết thói quen buôn bán của chúng, trước khi chú làm chuyện gì, đều đi điều tra chặt chẽ chu đáo cả, sau khi xác định chắc chắn là chuyện này có thể làm. Thì chú mới đi làm. Do quan hệ cá nhân của chúng ta, chú cũng không gạt con, hạng mục sân bay Giang Thành này chú đã nhắm thật lâu rồi,
chú cũng biết là con thiếu tiền để khởi động, không có bột thì khó mà làm nên hồ, con thật sự rất có năng lực, nhưng cho dù có bản lĩnh lớn hơn, cũng không thể từ hai bàn tay trắng xây dựng một cái sân bay khổng lồ được. Về phương diện này chú có kinh nghiệm, cho dù con có ký hợp đồng với một công ty xây dựng trong nước, thì cũng rất khó bảo đảm là bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao. Biết vì sao không, chú hiểu những công ty này, mượn tập đoàn Phong Dụ của Lương Thành Long đi, hắn từng có kinh nghiệm xây dựng sân bay chưa? Cho dù hắn có thể bảo đảm chất lượng thi công, nhưng mà khi không có nhân viên chuyên nghiệp chỉ dẫn, thì hắn có thể bảo đảm là xây dựng được đường băng máy bay hoàn hảo không? Trong phương diện này chú có ưu thế mà người khác không có, chú có tài chính, còn có thể ký hợp đồng với các công ty xây dựng nước ngoài, các người muốn hoàn tất vào trước ngày 1 tháng 7 năm 97 này, thì cũng chỉ có một mình chú mới có thể làm được. Lời nói của Hà Trường An đã cho thấy rằng gã đối với hạng mục sân bay Giang Thành đã có đủ hiểu biết, gã hoặc là không làm, hoặc là làm cho hoàn hảo, đây chính là phong cách làm việc của Hà Trường An. Trương Dương nói, chuyện này còn phải xin chỉ thị nữa, bên con thì không có vấn đề lớn. Hà Trường An nói tốt, buổi sáng ngày mai chú đến Giang Thành, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Trương Dương buông điện thoại xuống, vui mừng như một đứa nhỏ ôm lấy Hồ Nhân Như xoay tại chỗ 3 vòng. Hồ Nhân Như cười nói, nhìn cái bộ dạng hài lòng của anh kìa, thế nào? Vấn đề được giải quyết rồi. Trương Dương vui mừng gật đầu, nói, Hà Trường An muốn bắt lấy hạng mục sân bay này, tài chính và kỹ thuật do ông ta cung cấp, buổi sáng ngày mai sẽ đến Giang Thành để nói chuyện với anh. Hồ Nhân Như vui vẻ nói, thật sao? Đương nhiên là thật, Nhân Như, em đúng là linh vật của anh. Hồ Nhân Như cảm thấy không được tự nhiên trước cách dùng từ của thằng nhãi này, hỏi, sao lại nói như vậy? Trương Dương cười nói, Á Vận thì gọi là Phán Phán, còn em là bạn bạn của anh. Hồ Nhân Như cắn môi, đỏ mặt nói, lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi phải không? Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái, tâm tình của Trương Đại Quan Nhân cũng vì cú điện thoại của Hà Trường An mà trở ne 6NN vui vẻ rất nhiều. Sáng sớm hôm sau hắn đi đến tòa thị chính thị ủy, đem tin tức tốt này nói cho Đỗ Thiên Dã biết. Đỗ Thiên Dã cũng có hiểu biết về Hà Trường An, Hà Trường An có danh tiếng rất lớn trong thương trường ở Kinh Thành, người này không chỉ có tiền, mà còn có quan hệ không tồi với cán bộ trung ương cũng như lãnh đạo các cấp. Đỗ Thiên Dã đã gặp qua gã vài lần, đều là thông qua vợ chồng Văn Quốc Quyền, nhưng mà ông và Hà Trường An cũng không có gì gọi là thâm giao cả. Đỗ Thiên Dã nói, hắn quả thật có thực lực này, chỉ là thương nhân đều là không có lợi thì không làm, hắn đầu tư vào hạng mục sân bay này chắc chắn là có ý đồ. Trương Dương nói, tôi phiền nhất chính là cái dạng này của lãnh đạo các người, lúc không có tiền, các người đem chuyện đổ lên đầu tôi. Tất cả áp lực đều giao cho tôi, bây giờ có người nguyện ý ra tiền, thì lại bắt đầu lo trước lo sau, hoài nghi người ta có mục đích, những người làm ăn này, đầu tư vào đương nhiên là muốn kiếm lời, ông cho rằng người ta ngu à, không có chuyện gì tự nhiên ném tiền vào Giang Thành để chơi sao. Đỗ Thiên Dã cười nói, tính tình của cậu nóng nảy quá. Hạng mục sân bay này chính là công trình trọng điểm của chính phủ, chuyện này quan trọng, làm tốt, thì không chỉ có thể xúc tiến kinh tế của Giang Thành phát triển. Mà còn làm tăng hình tượng thành phố, cũng làm cho thành tích chính trị của chúng ta được thêm vinh dự và vẻ vang, nếu làm không tốt, thì không chỉ có cậu, mà ngay cả tôi cũng sẽ không may theo. Trương Dương nói, cải cách phải có gan, không có tiền thì phải có gan mạo hiểm gánh chịu tất cả, chuyện này nếu mà lo trước nghĩ sau mãi, thì cái gì cũng không làm được, bí thư Đỗ, tôi cũng không có biện pháp khác, Hà Trường An là cơ hội tốt nhất của tôi bây giờ, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, thì tôi đào đâu ra 10 tỷ cho ông. Đỗ Thiên Dã cũng biết lời nói của Trương Dương là đúng với tình hình thực tế, ông gật đầu nói, như vậy đi, cậu cứ gặp mặt nói chuyện với hắn, trong 2 ngày này thu xếp cho tôi gặp mặt, cậu cần phải ghi nhớ nguyên tắc giai cấp của mình, ngàn vạn lần không được để cho lợi ích của quốc gia và nhân dân bị tổn hại. Trương Dương nghe mà nhắc đầu, nói, thôi thôi, tôi mang ông ta đến đây luôn, ông tự mình nói chuyện đi. Đỗ Thiên Dã cười nói, cậu tiếp quả công chuyện cụ thể, tôi phụ trách chủ tính. Loại chuyện nhỏ này tôi không cần can thiệp vào. Trương Dương có chút buồn bực, nói, lão Đỗ, tôi cảm thấy ông đã thay đổi. Đỗ Thiên Dã cười nói, thay đổi chỗ nào? Ông càng ngày càng trở nên dối trá. Đỗ Thiên Dã cười ha hả nói, biết kẻ dối trá trên chính trị gọi là gì không? Trương Dương lắc đầu, gọi là trưởng thành. Trương Dương nghĩ tới nghĩ lôn, rồi thu xếp cho Hà Trường An đến Nông Gia Thái ở Nam Hồ ăn. Hà Trường An có cái gì mà chưa thấy qua? Mời gã đi ăn khách sạn lớn, đưa mắt ra nhìn khắp Giang Thành, loại cao cấp nhất cũng chỉ có 4 sao, vậy thì có cái gì để mà ăn,
mời ông ta đến Nam Hồ, cho ngồi thuyền gỗ chạy máy, bàn ghế đặt sẵn trên thuyền, lúc ăn, thì cho thuyền trị, thưởng thức phong cảnh Nam Hồ, uống rượu nói chuyện, như vậy còn hay hơn nhiều. Hà Trường An rất là thỏa mãn với an bài của Trương Dương, Hà Trường An có mang đến một gã trợ thủ, bên này thì Trương Dương mang Thường Lăng Phong đến, bởi vì nói chuyện chính sự, cho nên phương diện uống rượu chỉ lướt qua thôi. Hà Trường An mặc một bộ trang phục Trung Quốc màu xám, cái này làm cho người ta có cảm giác rất bình thản tùy ý, xem ra việc buôn bán và tu luyện võ công cũng không có nhiều phân biệt, cảnh giới càng cao thì càng trở về nguyên trạng. Trương Dương nâng ly rượu lên nói, hoan nghênh, Hà tiên sinh đến Giang Thành làm khách, theo lý mà nói thì Trương Dương nên gọi gã một tiếng chú Hà, chỉ là trong trường hợp nghiêm túc này thì nên gọi là Hà tiên sinh. Hà Trường An cười nói, cảm ơn thị trưởng Trương đã thịnh tình. Lần này tôi đến Giang Thành không chỉ để làm khách, tôi chuẩn bị cắm rễ tại Giang Thành, ít nhất cũng muốn làm một công dân danh dự. Trương Dương cười nói, nếu như lần này đàm phán thành công, sân bay xây dựng xong, thì công dân danh dự của ông cứ để tôi lo. Hà Trường An mỉm cười nói, một lời đã định, trí nhớ của tôi rất tốt, cậu ngàn vạn lần đừng quên. Trương Dương gật đầu. Hà Trường An nói, căn cứ theo hiểu biết của tôi, xây dựng một sân bay có quy mô như vậy. Tính luôn cả vật liệu xây dựng lên giá bên trong, thì phỏng chừng cũng cần từ 12 đến 13 tỷ. Xin hỏi thị trưởng Trương, tình huống chủ bị tài chính của các người bây giờ ra sao rồi? Trương Dương cười nói, rất thuận lợi, các giới trong xã hội đều ủng hộ chúng tôi, những lời này rõ ràng là nói láo mà không chớp mắt. Hà Trường An nói, thị trưởng Trương đã coi tôi là người ngoài rồi, hai chúng ta đều đối mặt ngồi ở đây, vậy thì cũng đừng vòng vo nữa. Tôi biết các người từ ngân hàng Ngũ ra Giang Thành lấy được 2 tỷ rưỡi, số tiền này có thể đủ ứng phó để khởi động, nhưng mà lỗ hổng tài chính của các người vẫn còn rất lớn. Nếu như thật sự muốn khởi động một công trình lớn như vậy, trong tay chỉ có 2 tỷ rưỡi, mà muốn khởi công, thì rõ ràng chính là một công trình thiếu đi trách nhiệm rồi, bởi vì không ai có thể dự tính được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như chỉ cần tài chính mà xảy ra vấn đề, thì công trình sẽ phải đối mặt với đình công. Trương Dương tràn ngập thưởng thức nhìn Hà Trường An, người này quả nhiên không giống người thường, ông ta lần này đến đây quả thật đã chuẩn bị đầy đủ, không nắm chắc thì không bước đi. Trương Dương mỉm cười nói, Hà tiên sinh, bây giờ ông đã hiểu rõ tình huống của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi lại hoàn toàn không biết gì về tình huống của ông cả, ông có thể nói cho chúng tôi biết, ông có ưu thế gì không? Hà Trường An nói, lẽ nào trong điện thoại tôi nói không rõ ràng sao? Các người thiếu tiền, cũng thiếu kinh nghiệm quản lý tương qua, mà hai cái này tất cả tôi đều có đủ. Trương Dương nói, Hà tiên sinh dự định viện trợ không trả lại cho Giang Thành. Hà Trường An cười nói, cậu hẳn là cũng rõ, tôi là một thương nhân lấy lợi làm đầu, nhưng mà tôi không giống với những thương nhân khác, cái bọn họ lo lắng đầu tiên chính là lợi ích kinh tế, còn tôi trong lúc lo lắng lợi ích kinh tế, cũng đồng thời cũng suy nghĩ đến hiệu quả và lợi ích tốt đẹp nhất cho xã hội. Tôi đầu tư sân bay, đương nhiên là không phải đầu tư không công. Tôi cũng không phải là lôi phong, tôi không đi làm chuyện cứu người không cần hồi báo, tôi cũng có điều kiện của tôi. Trương Dương nói, Hà tiên sinh mời nói. Hà Trường An nói, trong vấn đề tài chính để tôi thao tác, nhưng mà tôi muốn trong việc xây dựng sân bay có quyền lực nhất định của mình, những chỗ liên quan đến tiền không cần các người hỏi tới, những mà sử dụng vật liệu, máy móc xây dựng, và trong phương diện điều phối nhân viên tôi muốn có quyền lực tương ứng. Tôi muốn tham gia vào tổ bình thẩm gọi thầu, nói cách khác. Tôi muốn gia nhập vào ban quản lý xây dựng sân bay, yêu cầu này cũng không quá đáng, tôi là bên bỏ vốn, tôi nên có quyền lực như vậy. Trương đại quan nhân lắc đầu quả quyết, không được. Hà Trường An ngạc nhiên nói, vì sao không được? Trương Dương nói, những quyền lực theo như lời ông nói đều thuộc về phạm vi chức quyền của tôi đáp ứng yêu cầu của ông rồi, chẳng khác nào là tôi đem quyền lực hai tay dâng tặng ra ngoài, ông nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao? Hà Trường An mỉm cười nói, cậu là một người lấy đại cục làm trọng, tôi tin tưởng cậu sẽ đồng ý. Trương Dương lắc đầu nói, không cần thương lượng, ông nguyện ý đầu tư thì chúng tôi hoan nghênh hai tay, nhưng mà ông muốn quyền quản lý, tôi sẽ không đồng ý, phương diện chính phủ thị ủy Giang Thành cũng không đồng ý. Xây dựng sân bay là một công trình trọng điểm, đại biểu cho hình tượng của chính phủ Giang Thành. Hà tiên sinh, ông muốn cướp đoạt quyền lực của chính phủ, cái này có phải là hơi quá phận không? Hà Trường An thở dài nói, tôi bỏ vốn, nhưng không có quyền nói chuyện, các người thấy như vậy là công bằng với tôi sao? Trương Dương nói, Hà tiên sinh, có một điều tôi muốn nói rõ với ông đến Giang Thành không phải là để tranh luận công bằng với tôi, ông muốn đầu tư sân bay,
thì chứng minh là ông vô cùng xem trọng tương lai kinh tế của Giang Thành, xem trọng Giang Thành chính là xem trọng chính phủ Thụy ủy Giang Thành chúng tôi, và dành cho chúng tôi tin tưởng nguyên vẹn, tiền ông đầu tư vào Giang Thành, tuyệt đối sẽ không uổng phí. Hà Trường An nói, đây là vấn đề tin tưởng lẫn nhau, các người cũng thiếu sự tin tưởng về tôi. Trương Dương nói, Hà Tiên Sinh, ông cần phải rõ ràng chúng ta là thế chế xã hội, dựa theo lý luận của ông đầu tư xây dựng sân bay, thì chúng tôi đem quyền quản lý công trình sân bay giao cho ông, như vậy tôi khuyên ông đi đầu tư xây dựng tòa thị chính đi, như vậy thì toàn bộ quyền lực ở Giang Thành đều giao cho ông rồi. Hà Trường An làm sao mà không nghe ra ý trào phúng trong câu nói của Trương Dương được, chỉ là gã không tức giận, cười ha hả lên, Trương Dương còn khó đối phó hơn trong tưởng tượng của gã. Gã vốn tưởng rằng vấn đề thiếu hụt tài chính nghiêm trọng đã làm cho Trương Dương đau đầu, chỉ là không ngờ rằng tong chuyện giành quyền chỉ huy công trình vẫn không chịu lùi bước. Hà Trường An biết bất luận hợp tác nào cũng bắt đầu từ việc cò kè mặc cả này, bây giờ là giữa gã và Trương Dương, gã sẽ không chịu lùi bước, bởi vì bây giờ chỉ có gã mới có thể cung cấp đủ số tài chính là chính phủ Giang Thành mong muốn, gã tin tưởng vững chắc Trương Dương cuối cùng sẽ phải cúi đầu với mình. Trương Đại Quan Nhân cũng đã sớm có lĩnh giáo về phương pháp làm việc của Hà Trường An, lời nói vừa rồi cũng không phải là chỉ suy nghĩ cho lợi ích của bản thân hắn, mà hắn còn suy nghĩ cho phương diện chính phủ Thụy ủy Giang Thành nữa, tuyệt đối không thể hy sinh lợi ích của chính phủ. Hà Trường An nói, tôi thật lấy làm tiếc, thật ra thì vô luận là quyền quản lý nằm trong tay ai, chỉ cần sân bay xây dựng xong, thì người được lợi không phải là dân chúng sao? Trương Dương nói, chính phủ Thụy ủy chúng tôi xem hạng mục sân bay này là một việc tạo phúc cho dân, Hà Tiên Sinh có thể ôm tâm lý giống chúng tôi sao? Tôi không tin. Hà Trường An mỉm cười hỏi, vì sao không tin? Trương Dương nói, bởi vì tín ngưỡng của chúng tôi là đảng, còn tín ngưỡng của ông là tiền. Tín ngưỡng của Trương Đại Quan Nhân là cái gì? Thật ra trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn chỉ tín ngưỡng về bản thân hắn, nhưng mà đối với Hà Trường An thì không thể nói như vậy. Lời nói vừa rồi của Trương Dương đã thể hiện được việc rèn luyện chính trị hàng ngày của hắn, hắn đã có thể đứng trên góc độ của lợi ích Giang Thành mà suy nghĩ và xử lý công việc, hắn phải giữ tình lợi ích tập thể, lợi ích đoàn đội. Sau khi chào tạm biệt Hà Trường An, bọn họ tự lên xe ô tô của mình, Trương Dương rất không hiểu được biểu hiện ngày hôm nay của Thường Lăng Phong, hắn nói, sao cậu không nói câu nào hết vậy? Kêu cậu đến là để cho cậu cố vũ giúp tôi, mà cậu thì ngược lại, trở thành một hũ nút im ri. Thường Lăng Phong mỉm cười nói, chỉ nói cho một mình cậu, tôi nói thì có được gì đâu. Hơn nữa, chuyện này trên nguyên tắc là không khoan nhượng, câu nói vừa nãy của cậu rất đúng, ông ta đầu tư sân bay mà muốn quyền quản lý xây dựng sân bay, vậy nếu ông ta đầu tư xây dựng tòa thị chính, vậy chẳng phải là đem cái bí thư thị ủy tặng cho ông ta. Ông ta không rõ mình đang làm cái gì sao? Ông ta là một thương nhân, chúng ta đang làm công trình chính phủ không yêu cầu ông ta viện trợ. Mà chính phủ cho ông ta một cơ hội kiếm tiền, cho nên biểu hiện của ông ta rất cường thế, cũng bởi vì ông ta nắm đúng mạch máu của M2 Inc, ông ta cho rằng chúng ta bây giờ không có tiền để dùng, cho nên muốn tranh thủ được điều kiện ưu đãi và lợi ích lớn nhất. Trương Dương nói, cái gì cũng cho ông ta, vậy những người chúng ta còn làm cái gì nữa? Chỉ là bây giờ trong tay chúng ta quả thật không có nhiều tiền để dùng. Thường Lăng Phong cười nói, gấp cái gì, đi từng bước tính từng bước. Chúng ta vẫn không thay đổi phương hướng, họ gọi thầu vẫn không đổi, Hà Trường An nói có tiền, nói ông ta có thể mời đến đội quản lý có kỹ thuật tiên tiến, tiền thì chúng ta hiện nay quả thật không có nhiều, nhưng mà đội quản lý có kinh nghiệm và hiệu suất làm việc thì chúng ta vẫn có thể mời đến được. Tôi có một bạn học tên là Quy Điền Hạo Nhị, làm việc trong phương diện quản lý kiến trúc, đã từng tham gia xây dựng sân bay của các quốc gia nước ngoài. Phụ trách công tác chỉ huy công trường. Người Nhật Bản à, Trương Đại Quan Nhân nảy lên một phán đoán. Cũng khó trách, Thường Lăng Phong du học tại Nhật về, bạn học của hắn đương nhiên là người Nhật chiếm đa số, Trương Dương nói, tôi nghe nói người Nhật lấy lương cao lắm, cậu mời hắn về, sợ rằng tiền lương sẽ rất xa xỉ. Thường Lăng Phong cười nói, có tiền thì phải có giá của nó, đem tiền đặt lên chỗ cần thiết nhất, thì tất cả mọi việc đều thuận lợi. Người Nhật Bản mà cũng làm quản đốc à, vậy cần phải tốn bao nhiêu tiền? Thường Lăng Phong nói, tôi phát hiện ra cậu gần đây càng ngày càng giống đám keo kiệt. Trương Dương nói, không cách nào không keo kiệt được, tài chính mà chúng ta có thể dùng, đều là đi cầu mấy ông nội bà nội kia, tiền có thể dùng ít đến đáng thương. Thường Lăng Phong nở nụ cười. Trương Dương lại nói, cậu nói xem nếu chúng ta mời người Nhật Bản về làm quản lý, thì có trở thành đề tài bàn tán cho mấy người kia không? Thường Lăng Phong nói, cậu vốn không phải là một người lo trước lo sau,
lúc trước cậu làm việc có từng suy nghĩ đến cảm thụ của người khác không? Trương Dương nói, sao tôi nghe thế nào cũng giống cậu đang mắng tôi vậy? Thường Lăng Phong cười nói, cậu là lãnh đạo của tôi muốn mắng cũng phải mắng sau lưng cậu. Trương Dương chỉ vào Thường Lăng Phong, nói, học cái xấu, không cần phải hỏi, tất cả đều học được từ Trương Duệ Dung cả. Thường Lăng Phong nói, đừng có lôi cô ta vào, cô ta không liên quan gì đến chuyện này. Trương Dương nói, sao lại không liên quan, cậu lột xác cũng bắt đầu từ trên người cô ta. Thường Lăng Phong cũng không tiếp tục trọng tâm câu chuyện này nữa, nói tránh đi, trường học sắp khai giảng rồi, khoảng thời gian gần đây tôi phải về Phong Trạch, chuẩn bị vài chuyện, tôi chỉ có thể giúp cậu xem xét về đoàn đội xây dựng, về phần tài chính, thì cậu tự nghĩ biện pháp đi. Trương Dương nói, xem ra tôi cần phải chu toàn với lão cáo già Hà Trường An này một phen rồi. Ngay từ đầu Trương Dương đã không coi Hà Trường An là một thương nhân đơn thuần, thủ đoạn và năng lực của Hà Trường An hắn cũng rất rõ ràng. Trương Dương cũng đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi, chuyện mà Hà Trường An nhìn chúng thì không bỏ qua đơn giản. Trương Dương không muốn giao quyền quản lý, nhưng mà hắn vẫn có chút nhớ thương số tiền trong tay của Hà Trường An, hai chuyện này đúng là có mâu thuẫn với nhau trầm trọng. Tầng lớp lãnh đạo tối cao của Giang Thành bởi vì sự xuất hiện của Hà Trường An mà đã chia thành hai phái, trong đó một phái do Tả Viên Chiêu dẫn đầu là phái ủng hộ, bọn họ ủng hộ không phải là Trương Dương, mà là Hà Trường An. Trong hội nghị thường ủy, Tả Viên Chiêu đại biểu cho đoàn thể của gã đưa ra quan điểm của mình, Tả Viên Chiêu nói, tôi thấy Hà Trường An nguyện ý bỏ vốn là một chuyện tốt, người ta bỏ ra một số tiền lớn như vậy để xây dựng sân bay, giao quyền quản lý và quyền nói chuyện cho người ta cũng hẳn là nên, chúng ta làm lãnh đạo, hẳn là phải đưa ánh mắt ra nhìn xa một chút, lúc nhìn nhận vấn đề cần phải nhìn sâu hơn một chút. Bộ trưởng tổ chức Từ Bưu nói, vậy cũng không thể không để ý đến nguyên tắc giai cấp, nếu cái gì cũng do hắn định đoạt. Thì mặt mũi của chính phủ chúng ta để đi đâu? Tả Viên Chiêu mỉm cười nói, lão Từ, ông cảm thấy mặt mũi quan trọng hay lợi ích mà dân chúng thu được quan trọng? Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính phủ Mã Ích Dân nói, tôi tán thành lời nói của thị trưởng Tả, Hà Trường An là một phú thương trong nước ai cũng biết, ông ta có tài chính khổng lồ, có tài chính của ông ta rót vào, thì chuyện xây dựng sân bay Giang Thành cũng có thể giải quyết dễ dàng, những cán bộ lãnh đạo như chúng ta, đều là đầy tớ của dân chúng. Cần phải đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu. Vinh Bằng Phi nói, có chuyện tôi muốn nhắc nhở các vị thường ủy, Hà Trường An là một thương nhân, giao quyền quản lý xây dựng sân bay cho ông ta, ai có thể bảo đảm rằng ông ta sẽ đem lợi ích của dân chúng đặt lên hàng đầu. Mã Ích Dân nói, trong thương nhân cũng có thương nhân yêu nước, theo tôi được biết thì Hà Trường An là một nhà từ thiện, cho dù ông ta dự định thu được lợi ích từ trong hạng mục này, thì đối với tình hình thiếu hụt tài chính của chúng ta hiện nay, nếu chỉ dựa vào tài chính của chính phủ, căn bản là không đủ sức làm một hạng mục lớn như vậy. Ban chỉ huy sân bay cũng đã được chuẩn bị một thời gian rồi, nhưng ngoại trừ mấy ngân hàng cho vay bên ngoài ra, thì tôi không thấy có nhiều tiến triển lắm, phương diện tài chính vẫn tồn tại một lỗ hổng rất lớn. Hà Trường An nguyện ý ra tiền, chúng ta có thể căn cứ theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi để hợp tác với ông ta, thật ra ánh mắt của chúng ta không nên nhìn trước mắt, hạng mục sân bay mới đại biểu cho hình tượng của Giang Thành không sai. Nhưng mà nếu như không xây dựng nổi, vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng, thì đúng là không hơn gì. Bí thư Đỗ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng phải lấy hạng mục sân bay mới này làm lễ chào mừng Hồng Kông trở về, chỉ là công trình đến bây giờ vẫn chưa khởi công, tài chính thì chậm chạp không thay đổi, vậy thì cái kế hoạch này chỉ là nói suông mà thôi, bây giờ có một cơ hội tốt ngay trước mắt chúng ta không có lý do để bỏ qua. Đỗ Thiên Dã không nói gì, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ông ta đem ánh mắt lên trên người Lý Trường Vũ, là mong muốn Lý Trường Vũ trong thời gian này nên nói ra ý kiến của hắn. Chỉ là Lý Trường Vũ tựa hồ không chú ý đến ánh mắt của ông ta, cúi đầu tựa hồ như đang suy nghĩ tâm sự gì đó. Tả Viên Chiêu nói, tôi thấy đây là chuyện tốt, yêu cầu đầu tiên của cải cách chính là những cán bộ chúng ta cần phải khai thác tư duy của mình, ánh mắt phải nhìn xa hơn một chút, chần chừ là một biểu hiện không tốt của công tác. Sân bay mới được xây dựng trên địa bàn của Giang Thành. Không sợ Hà Trường An dở trò gì, cho dù giao quyền giám sát cho ông ta, cũng không có gì là không được, chúng ta vẫn có tác dụng giám sát mà. Đỗ Thiên Dã chậm rãi hạ tách trà xuống, nói chủ nhiệm Triệu, anh là phó chỉ huy hạng mục sân bay này, anh nói một chút về ý kiến của mình đi. Triệu Dương Lâm vốn không muốn nói, chỉ là Đỗ Thiên Dã đã gọi đích danh ông cũng chỉ có thể nói ra, Triệu Dương Lâm ho khan một tiếng, nói tôi cảm thấy lời nói của mọi người đều có đạo lý. Ý nghĩ khai thác để hấp dẫn đầu tư là đúng, nhưng kiên trì nguyên tắc giai cấp, chiếu cố cho hình tượng chính phủ cũng đúng,
tôi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để kết hợp hai cái này lại, đưa ra biện pháp hoàn mỹ. Trong lòng Tả Viên Chiêu thầm mắng, Triệu Dương Lâm hoàn toàn là nói nhảm, lão già này hiện nay đang âm thầm tranh thủ lợi ích chính trị lớn nhất cho con rể, căn bản là không dám đắc tội với Đỗ Thiên Dã. Từ Bưu cũng không được vui, gã nhanh mồm nói, từ xưa đến năm, cá và gấu không thể gộp chung lại, muốn lấy cả hai thì căn bản là không có khả năng, những lời này giống như đang nói về chuyện mà hội nghị đang thảo luận, chỉ là tất cả đều nghe ra gã ta đang châm chọc lập trường chính trị của Triệu Dương Lâm, trong lòng cả đám đều âm thầm bật cười. Triệu Dương Lâm vẫn không hề đổi sắc, ông mỉm cười nói, có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, mọi người có thể phát huy được trí tuệ tập thể, tìm ra điểm chung, bỏ qua những điểm khác, nghi bốn ra một biện pháp mà cả hai đều hoàn mỹ. Bản sắc của lão bánh quẩy chính trị này biểu lộ ra không sót chút nào. Lý Trường Vũ từ đầu cuộc họp đến giờ không nói gì rốt cục đã lên tiếng, gã bình thản nói, mọi người đã quên một việc, Hà Trường An có tiền không sai, nhưng mà hắn lợi dụng ưu thế trong tay, mà tạo áp lực với Giang Thành chúng ta, hắn muốn có D9C quyền quản lý xây dựng sân bay, thật ra mục đích chân chính phía sau chính là muốn thu được lợi ích lớn nhất từ việc xây dựng sân bay, đây mới là chỗ căn bản của vấn đề. Nếu chúng ta đáp ứng điều kiện của hắn chính là khuất phục. Lý Trường Vũ cười nói, tôi còn chưa thấy thương nhân nào lợi hại như vậy, hắn ta can đảm đến mức dám dùng tiền tài quyền thế để uy hiếp chính phủ. Mã Ích Dân nói, chuyện bé xé ra to, làm gì có nghiêm trọng như vậy. Vinh Bằng Phi nói, tôi cảm thấy Phó Thị trưởng Lý nói không sai, Hà Trường An đang thủ đoạn thương nghiệp để bàn điều kiện làm ăn với chính phủ chúng ta. Tả Viên Chiêu nói, vậy các người có ý gì? Đặt ra một đầu tư lớn. Một cơ hội xây dựng sân bay tốt nhất xuất hiện, chúng ta mở to mắt ra nhìn cơ hội này bỏ đi. Cải cách cũng có thay đổi. Nguyên tắc giai cấp chúng ta không thể quên, nhưng bản thân việc quản lý thành thị cũng là một loại kinh doanh. Cái chúng ta cần suy nghĩ chính là dưới tình huống không làm trái lại nguyên tắc giai cấp mà vẫn thu được lợi ích lớn nhất cho dân chúng. Đỗ Thiên Dã bật cười, tất cả thường ủy đều cảm thấy khó hiểu vì nụ cười của ông ta, cả đám đều nhìn về hướng Đỗ Thiên Dã, chờ đợi ông ta giải thích. Đỗ Thiên Dã nói, dùng người thì không nghi người thì không dùng người, chuyện này vẫn chưa đến lượt chúng ta quan tâm, nếu Trương Dương đã từ chối Hà Trường An, thì như vậy là có lý do của hắn, tôi giao hạng mục sân bay này cho Trương Dương đi làm, tôi làm ra lựa chọn như vậy, cũng là bởi vì tôi có đủ lòng tin với Trương Dương, các người thảo luận chuyện này tôi rất hoan nghênh, nhưng mà nếu ai phản đối Trương Dương, chính là phản đối tôi, và cũng là không tin tưởng ánh mắt của tôi. Tôi nói rồi. Quyền quản lý xây dựng sân bay bây giờ vẫn thuộc về Trương Dương, chuyện này không cần phải thảo luận, câu nói của đồng chí Trường Vũ rất đúng, tôi cũng chưa từng thấy thương nhân nào lợi hại như vậy, can đảm đến mức dám dùng tiền tài quyền thế để uy hiếp chính phủ, một thương nhân không tôn trọng chính phủ Giang Thành, thì không có khả năng suy nghĩ đến lợi ích của dân chúng Giang Thành, cho dù hắn có tiền, thì có thể có bao nhiêu tiền, phú khả địch quốc. Đó chỉ là mấy chữ trong truyền thuyết thôi, tài chính của Giang Thành chúng ta tuy rằng khẩn trương, nhưng mà vẫn còn chưa đến nổi phải nhìn mặt người khác mà nói chuyện, tôi tin rằng, chúng ta cho dù không cần tiền của hắn cũng có thể xây dựng hạng mục sân bay này. Trong hội trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tả Viên Chiêu âm thầm thở dài một hơi. Đỗ Thiên Dã lại nói, chúng ta phải tin tưởng đồng chí của mình, không có đủ tin tưởng, thì đoàn đội của chúng ta vẫn chưa đạt đến đủ lực ngưng tụ. Mã Ích Dân nói, Bí Thư Đỗ, tôi cảm thấy cơ hội này rất hiếm có. Bỏ qua thật sự đúng là đáng tiếc. Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói, Chủ tịch Mã, anh làm công tác hội nghị hiệp thương chính trị, không hiểu kinh tế. Những lời này không cho Mã Ích Dân một chút mặt mũi nào hết, nghe xong mà mặt già của Mã Ích Dân đỏ bừng lên, hận không thể xông lên túm lấy cổ áo của Đỗ Thiên Dã để lý luận. Đỗ Thiên Dã mới là lãnh đạo đệ nhất của Giang Thành, đầu tiên không nói về chức vị, thể trạng của Đỗ Thiên Dã cũng cường tráng hơn gã rất nhiều, các mặt đều hơn bản thân gã. Nếu như còn lấy cứng đấu cứng với người ta, thì chỉ có tự tìm xấu hổ. Triệu Dương Lâm có chút đồng tình nhìn Mã Ích Dân, biểu hiện ngày hôm nay của Mã Ích Dân quả thật có chút cấp tiến quá mức. Triệu Dương Lâm bỗng nhiên rõ ràng, lập trường chính trị của mình đột nhiên áp dụng một hình thức trung hòa, làm cho đoàn đội của Tả Viên Triệu, Mã Ích Dân xuất hiện hoảng loạn, bọn họ thiếu đi một tâm phúc. Triệu Dương Lâm không khỏi có chút đắc ý, sự thật đã chứng minh được tầm quan trọng của mình, chỉ là thời gian không cho phép gã tiếp tục chơi trò chơi chính trị thôi. Tiền đồ của con rể Tôn Đông Cường mới là quan trọng nhất. Trong hạng mục sân bay ông sẽ áp dụng thái độ thỏa hiệp, chính là trao đổi lợi ích chính trị giữa ông và Đỗ Thiên Dã. Tả Viên Chiêu nhìn Mã Ích Dân một chút, lại nhìn Triệu Dương Lâm một chút, trong lòng gã tràn ngập một cảm giác bất mãn không nói nên lời,
lão cáo giả Triệu Dương Lâm đã hoàn toàn không thể trông cậy được, mà ngoài ra, danh tiếng của Đỗ Thiên Giã gần đây cũng càng ngày càng trở nên cứng, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, thì Giang Thành sau này sẽ không còn chỗ cho gã nói chuyện, gã quyết không thể để chuyện này phát triển tùy ý được. Mã Ích Dân vẫn còn chưa khôi phục lại từ trong xấu hổ, thì Đỗ Thiên Giã đã không nhịn được, khoát tay nói, tan họp. Chương 432, lật lọng. Tuy rằng lỗ hổng tài chính vẫn còn rất lớn, nhưng mà kế hoạch xây dựng sân bay của Trương Dương vẫn tiến hành một cách quy mô rầm rộ, công tác trưng cầu giao cho chính phủ Phong Trạch phụ trách, do thị trưởng Tôn Đông Cường tự mình chỉ huy, thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên đứng ra thu xếp chuyện này, bởi vì chỗ chọn cho sân bay chính là một thôn Lương Gia Bình, cái thôn này cũng không giàu có gì, cho nên khi thành phố đưa ra điều kiện ưu đãi, thì thôn dân cũng nhanh chóng đáp ứng. Công tá đầu tiên chính của Trương Dương chính là xây dựng tòa kiến trúc thứ nhất của công trường sân bay. Ban chỉ huy hiện trường sân bay, căn cứ theo nguyên tắc tiết kiệm, Trương Dương quyết định dựng một phòng chỉ huy tạm, và công trình này giao cho Tạ Quân Sức làm. Chỉ là ban chỉ huy của bọn họ vừa xây được một nửa, thì một vấn đề mới xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Thì thôn dân Lương Gia Bình vốn đã đạt thành hiệp nghị, bỗng nhiên xé bỏ hiệp nghị, toàn bộ dân chúng trong thôn đi cùng nhau, vây lấy công trường ban chỉ huy ngay tại hiện trường. Khi Trương Dương nhận được tin thì đang cùng với Triệu Dương Lâm thương lượng triển khai bước tiếp theo của công tác, nghe nói công trường kiến trúc bị vây, hắn lập tức bỏ ngang cuộc nói chuyện, lái xe đến hiện trường. Trước khi đi, Triệu Dương Lâm có dặn dò, nói hắn nhất định phải bình tĩnh xử lý vấn đề, ngàn vạn lần không nên phát sinh xung đột với thôn dân địa phương. Ở hiện trường công trường ban chỉ huy, dân chúng thôn Lương Gia Bình vây lấy một căn nhà vừa mới xây được một tầng, đám công nhân kiến trúc cũng rất khẩn trương. Dù sao thì thôn dân người đông thế mạnh, không ai muốn vô duyên vô cớ lọt vào trong đại dương mênh mông của chiến tranh nhân dân cả. Lúc xảy ra sự việc, Tạ Quân Sước cũng có mặt tại hiện trường, đối mặt với những thôn dân hung hăng này, cô có vẻ rất bình tĩnh, có những thôn dân muốn xông lên đập phá căn nhà vừa xây, Tạ Quân Sước liền ngăn cản lối đi của bọn họ, lớn tiếng nói tôi xem ai dám, đây là công trình chính phủ, các người nếu dám phá hư công trình của xã hội chủ nghĩa, phá hư tài sản quốc gia, thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, lời của cô quả nhiên đã hù dọa không ít thôn dân, nhưng mà vẫn có không ít tên không sợ phiền phức. Kêu gào lên, đừng nghe con đàn bà này hù chúng ta, đập căn nhà này đi, dựa vào cái gì mà xây nhà trên đất của Lương Gia Bình chúng ta. Chạy đến hiện trường đầu tiên chính là thường vụ phó thị trưởng Phong Trạch Trần Gia Niên, ông ta còn lôi kéo bí thư đảng ủy của Trấn Đông Hà Chu Chí Quốc đến, Chu Chí Quốc nhìn thấy cảnh này xong trong lòng liền âm thầm kêu khổ. Hai ngày trước gã ta còn thề non thề núi với thành phố rằng, nhất định sẽ làm tốt công tác động viên cùng với quy hoạch, để cho dân chúng Lương Gia Bình hài lòng rời đi, chỉ là vừa mới đạt thành hiệp nghị được một hai ngày thì đã xảy ra chuyện, mình nên ăn nói với cấp trên thế nào đây? Chu Chí Quốc cầm lấy cái loa phóng thanh trong tay của công an hộ tống đi theo đến đây, lớn tiếng nói, Lương Bách Sơn đâu ra đây cho tôi? Lương Bách Sơn chính là bí thư chi bộ đảng của thôn Lương Gia Bình. Bây giờ Lương Gia Bình xảy ra vấn đề, Chu Chí Quốc đương nhiên là muốn tìm tên này để hỏi tội, trong đám người có người kêu lên, bí thư Lương bệnh rồi, ngay cả giường cũng không xuống được. Chu Chí Quốc tức giận đến nổi thiếu chút nữa đã chửi má nó, Lương Gia Bình là thôn võ thuật của Phong Trạch, Lương Bách Sơn lại là đệ nhất cao thủ của Lương Gia Bình, khỏe như trâu như cọp, hắn ta mà sinh bệnh, thì đúng là heo nái leo cây. Chu Chí Quốc nói, ai phụ trách các người? Đám thôn dân nghe thấy thế liền ồn ào lên. Nói bây giờ là thời đại nào, chú ý dân chủ, cái gì gọi là dân chủ, chính là dân chúng tự làm chủ, bọn họ tự phụ trách. Trần Gia Niên thấy Chu Chí Quốc không khống chế được trận tuyến, không khỏi nhíu mày, ông ta giơ tay muốn lấy cái loa, Chu Chí Quốc đưa loa qua, Trần Gia Niên nói, các vị hương thân, tôi là thường vụ phó thị trưởng Phong Di Cha nằm trên Trần Gia Niên, chuyện của các người do tôi phụ trách, thành phố xây dựng sân bay là chuyện tốt lợi nước lợi dân. Chúng tôi trước đó đã tiến hành bàn bạc với đại biểu trong thôn các người, đạt thành hiệp nghị rồi, Trung Quốc chúng ta là một quốc gia lễ nghị, người Trung Quốc chúng ta chú trọng chữ tín. Một lời nói là một gói vàng, nếu đã đáp ứng rồi thì không nên đổi ý. Có thôn dân lớn tiếng nói, vậy cũng không thể để cho dân chúng tôi chịu thiệt được. Vì xây dựng sân bay, ruộng cây nhà ở của chúng tôi bị các người chiếm dụng, chúng tôi ở đâu? Chúng tôi ăn cái gì? Trần Gia Niên nói, trong hiệp nghị quy hoạch và di rời có ghi rõ ràng, chính phủ sẽ bố trí nhà ở cho các người, ruộng cây cũng lấy diện tích cung cấp trả lại cho các người, trong khi quy hoạch và di rời, còn bồi thường phí tổn thất cho các người, chính phủ đã làm ra nhượng bộ lớn như vậy, chúng tôi đã cố gắng suy nghĩ từ phương diện của dân chúng. Có người nói thật dễ nghe,
chúng tôi ở đây đã quen, đời đời chưa từng rời khỏi mảnh đất này, dựa vào cái gì mà các người bảo chúng tôi đi, thì chúng tôi phải đi. Trong lúc nhất thời, dân chúng bắt đầu ồn ào lên, và cùng kêu lên hét lớn, không đi, chúng tôi không đi, thể sống chế bảo vệ nhà của chúng tôi. Trần Gia Niên không ngờ rằng cục diện lại biến thành cái dạng như vậy, đang trong thế giằng co, một chiếc xe tải ra dùng tốc độ cao lao đến hướng công trường. Đám thôn dân vây quanh công trường vốn có ý định ngăn cản chiếc xe này lại, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ra chuyện có chút không đúng, chiếc xe này căn bản là không có ý giảm tốc độ, nhấn chân ga lao đến rất nhanh, ống pô xe phát ra tiếng gầm gừ của kim loại. Lương Gia Bình là thôn võ thuật của Phong Trạch, thôn dân cũng là người gan lớn, nhưng cũng không ai có gan to đến mức lấy mạng của mình ra mạo hiểm cả. Chiếc ô tô đi tới, đoàn người tản ra hai bên trái phải, để lộ ra một con đường ở giữa, chiếc xe dừng lại trước cửa lớn công trường, đám thôn dân phẫn nộ lập tức xúm lại. Trương đại quan nhân mở cửa xe ra, giống như không có chuyện gì cả, hai mắt tràn ngập vẻ chẳng đáng nhìn những khuôn mặt phẫn nộ kia, hắn không chỉ một lần gặp qua cảnh tượng này, đối với Trương Dương mà nói. Những sóng nhỏ gió nhỏ này căn bản là không thể làm cho hắn sinh ra bất kỳ xúc động gì, luận chức quan hắn lớn, mà luận nắm tay hắn cũng lớn, cho dù dân chúng thôn Lương Gia Bình có gào thét cỡ nào, thì hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Đám thôn dân tuy rằng tức giận, nhưng mà thấy khí thế xuất hiện của Trương đại quan nhân, cũng không có người nào có can đảm dám ra tay cả, quan uy cũng là một loại khí chất, Trương đại quan nhân tu luyện lâu như vậy, đã sớm có quan uy nhất định, hơn nữa bản thân hắn cũng có sát khí rất lớn. Về mặt khí thế đã trấn trụ được đám dân chúng này. Trương Dương nói, ai còn dám vây ở chỗ này, tôi kêu công an bắt hết. Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng mà người ở đây ai ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Thôn dân Lương Gia Bình cũng không sợ hãi, bọn họ đến rất nhiều người, ai cũng nghĩ là pháp luật sẽ không truy cứu trách nhiệm đám đông, cho dù bắt người cũng không thể bắt toàn bộ thôn dân được. Có người kêu lên, bây giờ là xã hội pháp trị, xã hội dân chủ. Phó thị trưởng như anh cũng không thể ỷ thế hiếp người. Trương Dương cười cười, lúc này xa xa đã vang lên tiếng còi xe công an, Phó Cục trưởng Cục Công an Phong Trạch Khưu Kim Trụ mang một đội 30 người chạy đến hiện trường, trước khi bọn họ đến đây, đã đến Lương Gia Bình, và lôi bí thư chi bộ thôn Lương Bách Sơn từ trong chăn ra, không nói nhiều mà bắt Lương Bách Sơn lại, đưa hắn đến hiện trường gây rối. Khưu Kim Trụ cũng rõ ràng tình huống của Lương Gia Bình, bắt giặc thì bắt vua trước. Đầu tiên là bắt đầu lĩnh của bọn họ lại rồi tính. Sự thật đã chứng minh, hành động của Khưu Kim Trụ rất là chính xác, đám thôn dân nhìn thấy ngay cả bí thư chi bộ thôn cũng bị bắt, tuy rằng vẫn còn có người ồn ào, nhưng bên trong cũng đã có sự khiếp đảm, động tĩnh ngày hôm nay cũng không nhỏ, thị trưởng đến hai người, bí thư đảng trấn đến, phó cục trưởng cục công an thành phố cũng đến, ngoài ra còn có 30 công an vác súng trên vai đến, tuy rằng thôn dân Lương Gia Bình chiếm ưu thế về số lượng. Chỉ là dân chúng không dám đối kháng với chính phủ, đến nhiều người cũng chỉ là phô trương thanh thế. Giúp vui chiếm đa số, thấy chính phủ làm thật, thì nhiều người bắt đầu sợ hãi. Tác dụng kinh sợ trong việc bắt giữ Lương Bách Sơn quả thật rất rõ rệt. Lương Bách Sơn thật ra là một người rất cường ngạnh, hắn không chỉ là bí thư chi bộ đảng, mà còn được xưng là đệ nhất cao thủ của Lương Gia Bình. Lương Gia Bình lại là thôn võ thuật của Phong Trạch, đệ nhất cao thủ của Lương Gia Bình cũng chính là đệ nhất cao thủ của Phong Trạch. Chuyện thôn dân gây rối ngày hôm nay cũng không phải là do hắn làm chủ, nhưng mà hắn cũng không phản đối, giả bệnh trốn ở nhà, hắn cho rằng đây là đối sách hay nhất. Ta là bí thư chi bộ thôn, ta là đảng viên, ta không thể cùng dân chúng gây chuyện, nhưng thôn dân mưu cầu lợi ích của bản thân cũng không có gì sai cả, ta không phản đối cũng không tán thành, nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua. Chỉ là Lương Bách Sơn không ngờ rằng, mình trốn trong nhà mà cũng bị công an tìm đến cửa, không nói nhiều lời liền bắt lấy hắn. Nói thật, với bản lĩnh của Lương Bách Sơn, năm ba người công an căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà Lương Bách Sơn biết nắm tay dù có lới cũng không hơn được đảng, mình là một đảng viên, không thể công khai chống đối chính phủ, chỉ là hắn không phục, hắn bảo tôi không phạm pháp, không làm điều ác, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi. Lương Bách Sơn chất vấn bí thư đảng ủy trấn Chu Chí Quốc, bí thư Chu, tôi phạm vào tội gì? Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Sắc mặt của Chu Chí Quốc tái sầm lại. Nói, lật lọng nói không giữ lời, thân là một cán bộ đảng viên, đây là phạm tội. Lương Bách Sơn nói, tôi từ chức, tôi mặc kệ, bây giờ tôi đã không còn là cán bộ đảng viên, cũng không có phạm tội. Chu Chí Quốc nói, anh đây là trốn tránh trách nhiệm, nếu như anh có thể tận chức tận trách, thì những thôn dân của Lương Gia Bình cũng sẽ không chạy đến nơi này cản trở công trình trọng điểm của chính phủ,
anh là một đảng viên, nhưng sao ngay cả một chút tự giác cũng không có vậy? Lương Bách Sơn nói, dân chúng sở dĩ chạy đến đây gây chuyện cũng là bởi vì bọn họ thấy nghẹn khuất trong ngực, người đến nơi này đa số đều là hương thân sinh trưởng tại đây, chúng tôi sinh sống tại chỗ này, ông bà tổ tiên chúng tôi được chôn tại chỗ này, bây giờ các người nói một câu là muốn phá hủy nhà của chúng tôi, đào bới phần mộ tổ tiên của chúng tôi, hoa màu của chúng tôi còn chưa đến kỳ trưởng thành, mà đã bị cắt bỏ, bí thư Chu, nhân tâm đều là xương là thịt, sao anh không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người dân Lương Gia Bình mà suy nghĩ một chút? Chu Chí Quốc nói, dân chúng bất mãn không thể thông qua bí thư chi bộ thôn như anh để phản ánh sao? Đã có ý kiến lớn như vậy, nhiều bất mãn như vậy, vì sao lúc đầu các người lại đáp ứng, sau khi thành phố trải qua sự đồng ý của các người bắt đầu xây dựng, thì các người lại lật lọng, Lương Bách Sơn, anh dám giở thủ đoạn với chính phủ sao? Lương Bách Sơn nói, lúc đầu chúng tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là một lòng muốn phối hợp với công tác của chính phủ, chỉ là tỉnh táo lại nghĩ, thôn chúng tôi trả giá quá nhiều. Tổn thất quá lớn, một chút bồi thường của chính phủ căn bản là không thể so sánh với tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu. Thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên thấy hai bên nói chuyện rằng co qua lại như vậy, Trần Gia Niên nói, trong lòng có ý kiến thì nên nói ra, chúng ta đều là đảng viên, chúng ta sẽ vui vẻ tiếp thu ý kiến các mặt, nhưng dùng phương thức này để biểu đạt cũng hơi quá đáng thì phải. Chu Chí Quốc và Trần Gia Niên thấp giọng thương lượng vài câu. Sau đó nói với Lương Bách Sơn, cái chức bí thư chi bộ thôn của anh không phải muốn mặc kệ là không làm, anh nói không tính, lãnh đạo cấp trên nói mới tính, bây giờ anh vẫn là bí thư chi bộ thôn Lương Gia Bình, anh chọn ra vài người đại biểu trong thôn dân, ngày hôm nay thị trưởng Trần và thị trưởng Trương đều đến, thị trưởng Trương lần này là tổng chỉ huy hạng mục xây dựng sân bay, có ý kiến gì, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, tất cả suy nghĩ và ủy khuất trong lòng cứ việc nói ra. Tranh thủ giải quyết chuyện này thật nhau, để cho dân chúng thỏa mãn. Lương Bách Sơn nói, tôi còn đang bị còng tay, nói chuyện thế nào? Chu Chí Quốc nhìn Trần Gia Niên một chút, Lương Bách Sơn bị công an bắt, Chu Chí Quốc chỉ là một bí thư đảng ủy trấn nho nhỏ, gã không thể ra lệnh được. Trần Gia Niên xoay người tìm Trương Dương, nhưng phát hiện ra Trương Dương đã đi vào công trường rồi, đang nhìn tình huống tổn thất, Trần Gia Niên nói, tiểu Khưu, mở còng tay cho hắn. Khưu Kim Trụ nghe thấy thường vụ phó thị trưởng lên tiếng, lập tức mở còng tay cho Lương Bách Sơn. Trần Gia Niên nói, anh đi nói một câu với thôn dân Lương Gia Bình, chọn ra 5 người đại biểu, chúng ta lập tức nói chuyện, có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần hợp lý, chúng tôi sẽ suy nghĩ. Lương Bách Sơn gật đầu, xoay người lại đi đến hướng thôn dân. Trần Gia Niên nhíu mày, nói với Chu Chí Quốc, công tác của các người làm rất không đúng chỗ. Chu Chí Quốc kinh sợ gục đầu xuống, tràn ngập xấu hổ nói, thị trưởng Trần, là chúng tôi làm việc không chu toàn. Mới tạo thành trắc trở lớn cho việc xây dựng sân bay, tôi lập tức trở về viết kiểm điểm ngay. Trần Gia Niên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta cùng nhau tham gia vào cuộc nói chuyện với thôn dân Lương Gia Bình. Chu Chí Quốc nói, thật ra 2 ngày trước mọi chuyện còn đang bàn rất tốt, thôn dân biểu quyết, để cho Lương Bách Sơn đại biểu cho thôn dân ký tên vào hiệp nghị quy hoạch và di rời, thật sự là không rõ vì sao hắn ta lại lật lọng. Trần Gia Niên thở dài nói, lợi ích thúc đẩy, nhất định là lợi ích thúc đẩy. Trương Dương đi đến trước mặt của Tạ Quân Sước, phát hiện ra cô đang xoa xoa cổ tay của mình, vừa rồi khi xung đột với thôn dân đã làm cho cổ tay của cô bị thương, Trương Dương nói, đưa tay cho tôi. Tạ Quân Sước đưa tay đến trước mặt hắn, Trương Dương cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve và nắn bóp cổ tay của cô một chút, lại điểm nhẹ lên huyệt vị ở tay, Tạ Quân Sước nhất thời cảm thấy toàn bộ đau đớn đã biến mất, cô vui vẻ nói, cảm ơn. Lúc này mới ý thức được là xung quanh có không ý công nhân đang nhìn mình, vội vàng rút bàn tay của mình ra khỏi tay của Trương Dương, chỉ là cô lập tức thấy được hành động của mình có chút thất lễ, áy náy nói, xin lỗi. Tôi, Trương Dương không phải là một người câu nệ tiểu tiết, hắn mỉm cười nói, không có việc gì là tốt rồi. Ánh mắt nhìn một vòng xung quanh công trường, nói tổn thất có nghiêm trọng không? Tạ Quân Sước nói, chúng ta có tường rào, bảo vệ ở ngoài cửa lớn không cho những thôn dân này chạy ào vào. Cho nên tổn thất cũng không lớn. Trong lòng cô còn sợ hãi, nói, Lương Gia Bình là thôn võ thuật, có người nói nam nữ già trẻ lớn trong thôn này đều biết võ, cao thủ vô số. Trương Dương nghe cô nói xong, thấy có chút hứng thú, không khỏi bật cười, cao thủ vô số. Hắn ở Giang Thành lâu rồi mà còn chưa gặp phải cao thủ chân chính nào, nghĩ như vậy Trương Dương không khỏi liên tưởng đến một người, chủ tịch hội hình ý quyền của Giang Thành Lương Bách Xuyên, bí thư chi bộ thôn Lương Gia Bình tên là Lương Bách Sơn. Không phải là trùng hợp chứ, nói không chừng hai người có thân thích gì đó.
Trong lúc Trương Dương đang suy nghĩ, thì Thường vụ Phó Thị trưởng Trần Gia Niên cùng Phó Cục trưởng Cục Công an Khưu Kim Trụ cùng nhau đi đến trước mặt hắn, Trương Dương mỉm cười nói Thị trưởng Trần bàn thế nào rồi? Trần Gia Niên nói, đã nói với bí thư chi bộ thôn rồi, để cho bọn họ tuyển ra vài người đàm phán trong thôn, có điều kiện gì cứ trực tiếp nói ra. Trương Dương gật đầu, trong lòng hắn có chút phản cảm đối với những thôn dân lật lọng này, chỉ là hạng mục sân bay này không thể chỉ trong một lúc là có thể làm xong, cần phải làm tốt quan hệ với thôn dân địa phương xung quanh. Trương Dương nói, vậy nói đi, tôi cũng muốn nghe một chút, bọn họ rốt cục là muốn điều kiện gì. Nửa giờ sau, bên công trường đã dựng lên một phòng chỉ huy nội bộ, bắt đầu hội đàm song phương, đại biểu cho bên ban chỉ huy xây dựng sân bay mới là Trương Dương, Trần Gia Niên, Khưu Kim Trụ, Chu Chí Quốc bốn người, đại biểu cho Lương Gia Bình là bí thư chi bộ thôn Lương Bách Sơn cùng với bốn thôn dân đại biểu khác. Trương Dương để cho Trần Gia Niên ngồi ghế chủ vị, hắn không dự định nói nhiều lời, lúc bắt đầu chỉ muốn làm một người nghe mà thôi. Trần Gia Niên khiêm nhường một hồi với Trương Dương, rồi cũng chịu ngồi xuống. Đối mặt với bên đại biểu của Lương Gia Bình, biểu hiện của Trần Gia Niên rất là hòa ái, mỉm cười nói, chào tất cả mọi người, ngày hôm nay gọi mọi người đến đây, chính là vì muốn tìm ra một phương pháp giải quyết vấn đề, tìm ra cái chung, gạt bỏ cái riêng, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho thôn dân Lương Gia Bình. Lương Bách Sơn không nói gì, lão già ngồi bên cạnh chính là chú ba của hắn, Lương Thiên Hoán, cũng chính là một trong các trưởng giả đức cao vọng trọng ở Lương Gia Bình, lúc trước cũng đi dạy vài trường tư thục. Trong bụng cũng có chút mực nước, khi tuổi còn trẻ thì võ công tương đối cao, có thể nói là văn võ song toàn. Lương Thiên Hoán nói, chính phủ muốn dùng đất, chúng tôi không phản đối, chỉ là điều kiện của các người quá hà khắc, cái này căn bản là khi dễ thôn dân chúng tôi, không công bằng, chúng tôi không phục. Trần Gia Niên nói, thế nào là không công bằng? Ông nói cụ thể một chút. Lương Thiên Hoán nói, đầu tiên là muốn đào mồ mả tổ tiên chúng tôi lên, đây là chuyện không thể nhịn. Nếu như để cho các người tùy ý đào bới mộ phần tổ tiên chúng tôi, thì những tôn tử hậu đại chúng tôi chính là kẻ bất hiểu, sau trăm tuổi, chúng tôi làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ tiên. Trần Gia Niên kiên trì giải thích, lý giải của các người có chút lệch lạc rồi, chúng tôi không phải là muốn đào mộ tổ tiên của các người, mà là muốn rời mộ. Lương Thiên Hoán nói, cũng như nhau, tổ tiên chúng tôi đều được chôn tại mảnh đất này, xương máu của bọn họ đã thẩm thấu vào trong đất của Lương Gia Bình, anh linh của bọn họ phù hộ cho chúng tôi. Trừ phi là rời toàn bộ Lương Gia Bình nguyên vẹn, bằng không thì sẽ quấy nhiễu đến tổ tông chúng tôi. Chu Chí Quốc nói, điều kiện mà thành phố đưa ra rất hậu đãi, đặc biệt dành cho các người một phần đất để rời mộ, còn miễn phí xây dựng nhà ở cho các người, đất đai chia cho các người không ít, và còn màu mỡ hơn cả đất của Lương Gia Bình, trong quá trình quy hoạch còn tính theo thời gian mà đền bù phí tổn thất cho các người, cái này còn không được sao. Một ông già họ Lương khác nói, tiền thì tính là gì? Con cháu Lương thị chúng tôi từ xưa đến nay đều là tu luyện võ công, Lương Gia Bình được xưng là thôn võ thuật, người tập võ, chú trọng nhất là trung nghĩa, lịch đại các đời chúng tôi đã ra không ít anh hùng nghĩa sĩ. Quỷ Nhật Bản tôi đã đánh qua, chiến tranh giải phóng tôi cũng tham gia qua, chiến công lập quốc của tôi rất nhiều, nếu luận về yêu nước, thì tôi còn mạnh hơn các cán bộ trẻ tuổi mấy người rất nhiều, yêu nước không phải là dùng miệng để nói, mà là dùng biểu hiện thực tế. Trương Dương lặng lẽ hỏi thăm Chu Chí Quốc bên cạnh. Chu Chí Quốc thấp giọng nói cho Trương Dương biết, vị này là Lương Thiên Lý, là một lão chiến binh nổi danh tại Phong Trạch, lúc trước đã từng lập không ít công lao. Trương Dương bắt đầu ý thức được mấy đầu khớp xương già của Lương Gia Bình đều không dễ bẻ, trong lòng không khỏi oán giận, cái sân bay này chọn đâu không chọn, lại chọn ngay cái khu đất quỷ quái này là gì. Tự nhiên lại chọn ngay thôn võ thuật, cái thôn dân nổi tiếng cường hãn nhất Phong Trạch từ trước đến giờ, Lương Gia Bình cũng chính là chỗ kiên cường nhất của Phong Trạch. Trần Gia Niên tin tưởng dùng nhu có thể khắc cương, càng là chí cường thì càng phải dùng phương pháp chí nhu để ứng đối. Trần Gia Niên cười nói, tập võ kiện thân, bảo vệ gia đình yêu nước, thời đại chiến tranh, phương thức biểu hiện yêu nước chính là đứng lên chống địch bảo vệ người nhà, chỉ là thời đại hòa bình, đối đãi với người một nhà cũng không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề mà các người phản ánh quả thật là có đạo lý, thật ra bên chính phủ trước khi di rời cũng đã suy nghĩ chu đáo những vấn đề theo như lời các người. Đương nhiên, trong quá trình thực thi công tác cụ thể, khẳng định là có chỗ chiếu cố không đủ. Nhưng tôi tin tưởng rằng, chính sách quy hoạch và di rời của chính phủ đưa ra sẽ chiếu cố cho lợi ích lớn nhất cho thôn dân Lương Gia Bình. Lương Thiên Lý hừ một tiếng, nói tôi sinh ra ở Lương Gia Bình, chết cũng muốn chôn tại Lương Gia Bình. Trần Gia Niên nói, Lương lão gia tử, lúc trước ông đi lính, đánh Nhật Bản là vì cái gì cũng là vì muốn bảo vệ quốc gia,
để cho người nhà và các hương thân được sống yên ổn. Bây giờ khởi công xây dựng sân bay là vì tương lai phát triển của Phong Trạch. Sau khi sân bay xây xong, sẽ cải thiện hoàn cảnh xung quanh, chỉ có Phong Trạch phát triển, thì Lương Gia Bình mới có thể phát triển, dân chúng mới có thể giàu có, ông từng làm lính, hẳn là cũng biết lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích của quốc gia. Lúc trước ông vì sáng tạo nên Trung Quốc, mà không tiếc hy sinh tính mạng, bây giờ vì quốc gia phát triển, hy sinh một chút lợi ích cá nhân thì có đáng là gì? Lương Thiên Lý không nói, ông nói không ra lời, bởi vì lời nói của Trần Gia Niên rất có đạo lý. Lương Thiên Hoán nói, chỉ là chính phủ không thể để cho chúng tôi đi như vậy được. Chu Chí Quốc nói, lúc trước thôn dân các người đã ký vào hiệp định quy hoạch và di rời rồi. Biểu tình của Lương Bách Sơn có chút xấu hổ, lúc trước khi ký tên vào hiệp định quy hoạch và di rời chính là gã, từ điểm này có thể thấy được, bọn họ đích thật là lật lọng. Lương Thiên Hoán nói, đó là do Bách Sơn bị các người che mắt, các người muốn xây dựng sân bay, muốn lợi dụng đất của Lương Gia Bình để kiếm tiền. Chính phủ các người ăn thì cũng phải để cho thôn dân chúng tôi uống nước, như vậy đi, toàn bộ dân chúng của Lương Gia Bình bỏ nông chuyển phi, chờ sau khi sân bay được xây dựng xong, tất cả chúng tôi đều đến làm việc tại sân bay. Đám đại biểu cho chính phủ sau khi nghe xong câu này tất cả đều sửng sốt, Trần Gia Niên nhìn Trương Dương một cái, suy nghĩ của Lương Thiên Hoán cũng thật là quá phận. Hơn 1.000 nhân khẩu của Lương Gia Bình, tất cả đều trở nên nhân viên chính thức cho sân bay, bọn họ coi sân bay này là của riêng à. Trương Dương nhìn Lương Thiên Hoán, nói, lão gia tử, ông thấy Lương Gia Bình là của ai? Lương Thiên Hoán hào hùng nói, là của 1.000 nhân khẩu Lương Gia Bình. Trương Dương lắc đầu nói, mỗi tấc đất dưới chân ông đều là của quốc gia, bao gồm cả Lương Gia Bình, bây giờ chúng tôi đại biểu cho quốc gia đàm phán với các người, thật ra loại đàm phán này căn bản là không cần thiết. Lương Thiên Hoán cả giận nói, chúng tôi là chủ nhân quốc gia là của chúng tôi. Trương Dương có chút trào phúng nói, nếu ông có cơ hội đứng trên bục cao, những lời này ông nên hô với nhân dân toàn quốc đi. Khuôn mặt già nua của Lương Thiên Hoán đỏ lên, cậu là thị trưởng, cũng không thể không nói đạo lý, muốn làm kẻ tiểu nhân sao? Nếu như tôi thật sự có cơ hội đứng trên bục cao, thì tôi tuyệt đối có can đảm dám hô như thế. Trương Dương nói, 1.000 nhân khẩu của Lương Gia Bình, tất cả đều muốn vào trong sân bay làm việc, ông cho rằng sân bay này là chỗ nào? Tùy tiện là có thể dẫn người vào làm việc sao, cho dù tôi đáp ứng cho ông làm việc, thì các người có thể làm gì? Lương Thiên Hoán vỗ đùi nói, người Lương Gia Bình chúng tôi rất có khí lực, nam có thể học lái máy bay, nữ có thể làm. Lương Bách Sơn nãy giờ không nói gì bổ sung, tiếp viên hàng không? Lương Thiên Hoán gật đầu nói, đúng, nữ làm tiếp viên hàng không? Đừng nói là Trương Dương, ngay cả là bọn người Trần Gia Niên cũng không nhịn được cười, bị mấy thôn dân này chọc cho bật cười. Bọn họ cũng đang suy nghĩ, nếu như sân bay này được xây dựng xong rồi, cũng không có ai muốn nguyện ý mời đám người mù mịt này về làm. Chu Chí Quốc cười khổ nói, lão nhân gia à, ông cho rằng lái máy bay rất dễ sao, tất cả đều phải được qua huấn luyện chuyên nghiệp, còn phải có giấy phép nữa. Lương Thiên Lý nghe xong, hừ chẳng đáng, nói, lái máy bay có gì đặc biệt đâu, lúc trước thời chiến tranh kháng Nhật, tôi lái nó cả ngày. Cả đám liền vui vẻ. Lương Thiên Lý bị tiếng cười của bọn họ chọc giận, lớn tiếng nói, lời tôi nói là thật, lúc trước tôi đã từng được lái máy bay, cho dù là bây giờ, tôi cũng sẽ lái được, đừng cho là tôi già, trình độ của tôi còn cao hơn các người. Trương Đại Quan Nhân liền nịnh hót, 70 năm kinh nghiệm của ông, chúng tôi so ra rất kém. Lời của thằng nhãi này đúng là không có chút phúc đức nào cả. Ý là trù cho người ta sống đến 70 tuổi thôi rồi chết. Trần Gia Niên cười đến ngả nghiêng, những lời này làm cho bọn họ thấy vui vẻ, nhưng mà đám thôn dân này bị cười đến khó hiểu, Lương Thiên Lý mở to mắt ra nhìn, tòng lòng nghĩ mình đã nói sai cái gì. Mà sao đám nhóc này lại cười? Trương Dương nói, như vậy đi, tôi là chỉ huy hiện trường của hạng mục xây dựng sân bay, tôi phụ trách chuyện bên này, tôi có thể đáp ứng, chờ sau khi công trình chính thức triển khai, tôi có thể suy nghĩ một chút về việc tuyển HCO5N công nhân xây dựng từ trong thôn của các người. Về phần chuyện sau khi sân bay xây xong thì tôi không có khả năng đáp ứng, còn nữa, các người đều nhắc đến tổn thất tinh thần, lo lắng cho cảm thụ của các người, nên mỗi nhà mỗi hộ, chúng tôi tăng thêm 500 đồng tiền trợ cấp. Những cái khác đều không đổi, các người thấy thế nào? Nếu như đồng ý, tôi lập tức cho soạn hiệp ước, chúng ta ký tên đồng ý vào, lần này cần mỗi hộ gia đình ký tên vào. Lương Thiên Hoán lắc đầu nói, không được, 500 đồng quá ít, mỗi hộ phải 5.000 đồng.
Nụ cười trên mặt của Trương đại quan nhân bỗng nhiên thu lại, lão gia tử, ông muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Lương Thiên Hoán nói, cậu đừng hù tôi, người của Lương Gia Bình chúng tôi chỉ biết lý lẽ, vô luận là bên cậu có nhiều quan thế nào, nhưng không có lý lẽ, thì chúng tôi vẫn không phục. Lương Thiên Lý nói, từ xưa đến nay, người trong Lương Gia Bình chúng tôi chỉ phục có hai thứ, một là đạo lý, hai là nắm tay, hoặc là cậu có thể nói đạo lý khiến cho chúng tôi phục, hoặc là cậu chứng minh nắm tay của cậu cứng hơn chúng tôi, bằng không thì cậu không có tư cách nói điều kiện với chúng tôi. Trần Gia Niên nhíu mày, không ngờ rằng chuyện này vẫn lâm vào trong cục diện bế tắc. Chu Chí Quốc nháy mắt với bí thư chi bộ Lương Bách Sơn, ý bảo là hắn đứng ra nói, hóa giải cục diện bế tắc trước mắt. Theo Chu Chí Quốc thấy, thành phố đã bỏ ra nhượng bộ khá nhiều rồi, chỉ là người của Lương Gia Bình vẫn thấy chưa đủ, cũng không có ý thu tay lại. Mấy người đại biểu mà Lương Bách Sơn chọn thật là hay, toàn bộ đều là những lão già lưng cứng vai chắc, thật sự rất là khó đối phó. Quan lớn bên chính phủ cũng không thể lay động được mấy ông già cao tuổi này, quan uy có đôi khi không có tác dụng với người cao tuổi cho lắm, huống chi là lão già quen nhìn mưa bom bão đạn như Lương Thiên Lý. Lương Bách Sơn không nói lời nào. Trương Dương cười nói, vị lão gia tử này, thôn của các người là do ai quyết định? Là bí thư chi bộ thôn sao? Lương Thiên Lý còn chưa nói gì, thì Lương Bách Sơn đã giành nói trước, đương nhiên là do bác của tôi định đoạt. Lương Thiên Lý cũng không phủ nhận, hiển nhiên là cam chịu lý do thoái thác của Lương Bách Sơn. Trương Dương nói, lão gia tử đức cao vọng trọng, vừa là bậc tiền bối, tin rằng lời nói của ông là chắc chắn. Lương Thiên Lý lớn tiếng nói, một câu nói của Lương Thiên Lý tôi đủ đập một cái hố trên mặt đất. Lão già này phản cảm nhất là người khác nghi ngờ danh dự của lão. Trương Dương mỉm cười nói, vậy thì tốt rồi, ông khẳng định là không phục tôi cũng không nói lý để đả thông ông được, mà cũng không thể so nắm tay với ông, không phải là sợ ông, mà chủ yếu là suy nghĩ cho tuổi tác đã cao của ông, bối phận vẫn còn ở sau lưng, tôi phải tôn kính ông. Lương Thiên Lý tức giận đến nổi râu mép dựng thẳng lên luôn, ông lớn tiếng nói, không cần tôn kính, tuổi của tôi tuy rằng lớn, nhưng muốn đối phó với năm ba tên thanh niên như cậu thì căn bản là không có vấn đề. Chương 433, nắm đấm lớn nhất thượng. Trương Dương nói, thành phố quả thật không có khả năng đáp ứng điều kiện của các người, như vậy đi, Lương Gia Bình các người là thôn võ thuật, cao thủ trong thôn vô số, chúng tôi cứ dựa theo cách nói của ông, dùng quy tắc võ lâm để giải quyết chuyện này. Chọn ra 50 cao thủ tráng niên trong thôn của các người, tôi sẽ so chiêu với bọn họ, tiến lên một lượt cũng được, xa luân chiến cũng được, nếu tôi thua, các người có yêu cầu gì thì tôi cũng đáp ứng, còn nếu tôi thắng, thì như vậy dân chúng của Lương Gia Bình các người phải nghe theo chuyện quy hoạch và di rời của thành phố. Mà không được ý kiến, lời nói của Trương Đại Quan Nhân toát ra khí thế chắc như đinh đóng cột vậy. Mọi người ở đây ai cũng sửng sốt, Khưu Kim Trụ tuy rằng biết Trương Dương có thể đánh, nhưng đây là Lương Gia Bình. Là thôn võ thuật của Phong Trạch, nam nữ già trẻ trong thôn không ai không biết võ công. Gần 10 năm nay, các cuộc thi đấu võ thuật cấp thành phố, cấp tỉnh đều có không ít người của Lương Gia Bình đoạt quán quân. Những hoạt động lớn tại Giang Thành đều mời đội võ thuật của Lương Gia Bình đến biểu diễn võ thuật. Người trong thôn này tất cả đều là những người đầy kinh nghiệm, không phải là dân chúng bình thường. Đại biểu bên Lương Gia Bình phẫn nộ nhìn Trương Dương, vị phó thị trưởng này cũng to mồm quá nhĩ, một mình đấu 50 người bên thôn của họ. Cái này không phải là làm nhục bọn họ sao? Lương Bách Sơn rất phẫn nộ, trong lòng nói anh cho rằng anh là phó thị trưởng, thôn dân chúng tôi không dám ra tay đánh anh sao? Lương Bách Sơn tuy là bí thư chi bộ thôn Lương Gia Bình, nhưng cũng là đệ nhất cao thủ của Lương Gia Bình. Hắn thấp giọng nói, thị trưởng Trương, không cần nhiều người như vậy, nếu anh thật sự muốn làm như thế, tôi cùng anh so chiêu cũng được. Trương Dương lắc đầu, đừng khách khí, tôi kêu các người chọn ra 50 người, thì cứ chọn ra 50 người đi. Lời nói ra không thể không chắc chắn, các người chuẩn bị một chút đi, tôi ra ngoài bãi đất trống chờ các người. Nói xong, Trương Đại Quan Nhân đẩy ghế đứng dậy thong thả đi ra ngoài cửa. Trần Gia Niên và Khưu Kim Trụ đều đi theo, Trần Gia Niên đuổi theo Trương Dương, nói tiểu Trương, cần phải chú ý phương pháp công tác. Trương Dương mỉm cười nói, mọi người cũng nghe nói rồi đó, nắm đấm của ai lớn thì nghe người đó, đạo lý thì chúng ta đã nói rồi. Chỉ là không thông não được bọn họ, đành phải so nắm đấm thôi. Khưu Kim Trụ tốt bụng nhắc nhở Trương Dương, thị trưởng Trương, Lương Gia Bình ngọa hổ tàng long, cao thủ dân gian nhiều như mây, một mình cậu đối phó 50 người, không có khả năng đâu. Trương Dương nói, chuyện này là vấn đề của tôi, các người ở bên cạnh cứ đánh chống trợ uy cho tôi là được. Đại biểu bên Lương Gia Bình trở về nhà của mình,
Lương Thiên Lý lão gia tử tức đến nổi râu bạc vểnh lên, thị trường thì sao? Hắn khoác lác cái gì? Một mình đánh 50 người chúng ta, khi dễ Lương Gia Bình chúng ta không có ai sao? Thôn dân Lương Gia Bình nghe thấy như vậy, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, người của Lương Gia Bình cả đời tập võ, trong lòng của bọn họ, người của Lương Gia Bình đánh khắp Phong Trạch, thậm chí là đánh khắp Giang Thành cũng không có đối thủ, tùy tiện chọn một người ra ngoài cũng là một hảo hán, ngay cả chủ tịch hiệp hội hình ý quyền ở Giang Thành Lương Bách Xuyên cũng đi ra từ Lương Gia Bình bọn họ, bây giờ lại bị người ta coi thường như vậy, ai mà không tức dập. Lương Thiên Hoán nói, nếu tuổi của ta mà trẻ lại một chút, ta sẽ đánh chết hắn. Lời này chỉ là mạnh miệng thôi, vì thực tế vẫn là thực tế, tuổi người và thể lực là một sự phát triển trái ngược. Cả đám người đều nhìn vào Lương Bách Sơn, hắn mới thật sự là tâm phúc của Lương Gia Bình, trận chiến ngày hôm nay chính là trận chiến vinh dự của Lương Gia Bình, không chỉ liên quan đến lợi ích của Lương Gia Bình, mà còn liên quan đến mặt mũi của Lương Gia Bình, chuyện đã đi đến tình trạng này rồi, không cho phép bọn họ lùi bước. Lương Thiên Lý lớn tiếng nói, đánh thì đánh, người Lương Gia Bình chúng ta đã biết sợ ai. Lương Bách Sơn trầm giọng nói, tiểu xuyên tử là cháu trai của hắn, cũng chính là đệ nhất cao thủ trong lớp trẻ hiện nay của Lương Gia Bình, nhiều lần thu được chức quán quân trong các trận thi đấu hình ý quyền ở Giang Thành, bình thường hắn ta đều ở Đông Giang hỗ trợ cho bác Lương Bách Xuyên mở võ quán, hai ngày nay đúng lúc trở về quê thăm người thân. Tiểu xuyên tử nói, chú Năm. Lương Bách Sơn nói, con đi thăm dò hắn trước đi. Tiểu xuyên tử gật đầu nói, không cần những người khác ra tay, một mình con cũng đủ đánh ngã hắn. Lương Bách Sơn kéo tiểu xuyên tử qua một bên, thấp giọng nói, lúc ra tay cần phải có chừng mực, tuy rằng hắn còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là phó thị trưởng của Phong Trạch chúng ta, nếu làm hắn bị thương, khẳng định sẽ có phiền phức. Tiểu xuyên tử nói, chú Năm yên tâm, con có chừng mực. Lúc này Trương Dương đã cởi lớp áo ngoài ra, để lộ ra lớp áo bó màu đen trắng ôm sát lấy cơ thể, thân thể kiện mỹ hiển lộ ra hoàn toàn, thằng nhãi này gần đây hay tu luyện, cho nên đường cong trên cơ thể càng lúc càng hoàn mỹ. Trong xe của hắn có một bộ đồ vận động, thay đồ ngay tại trong xe, đồ đen quấn khăn đi giày, nhìn qua quả thật có vài phần phong phạm của cao thủ. Tiểu xuyên tử thân cao 1m8, thể trọng hơn 180 cân, 1 cân bằng 1/2 kg, xét về mặt thể trạng thì hắn ta đã hơn một bậc, do từ nhỏ tập võ, cho nên nền tảng đương nhiên là không bình thường. Hắn ôm quyền nói với Trương Dương, Lương Tiểu Xuyên, mời thị trưởng Trương. Trương Dương cười nói, tôi có xem trận đấu của cậu qua TV, cũng lợi hại đấy. Lương Tiểu Xuyên nói, mời thị trưởng Trương chỉ điểm. Nói vừa hết lời, chân trái nhảy tới, tung ra một đấm khá hung hiểm với Trương Dương. Một đấm này từ hông đánh ra, cực kỳ uy phong, lực lượng đương nhiên cũng không bình thường. Tay trái của Trương Dương vung lên, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng đúng lúc dẫn dắt lực lượng từ cú đấm của Lương Tiểu Xuyên qua một bên, cổ tay xoay tròn, bàn tay nhẹ nhàng khoát lên cánh tay cường tráng của Lương Tiểu Xuyên, lập tức đè xuống dưới, động tác liền mạch dứt khoát. Lương Tiểu Xuyên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn theo lực lượng cổ tay của Trương Dương mà chụp lấy ngược lại, cố gắng khống chế cánh tay của Trương Dương, cùng lúc đó tay trái của hắn vung lên đấm ngay cằm của Trương Dương. Chân phải cũng tham chiến, đá vào giữa hai đùi của Trương Dương. Hắn vẫn nhớ lời nhắc nhở của Lương Bách Sơn, nếu đổi lại là người khác thì Lương Tiểu Xuyên đã đấm cho một cái ngay mặt rồi, nhưng đối với vị phó thị trưởng Trương Dương này thì hắn vẫn có chút hảo cảm, cho nên thầm nghĩ chỉ muốn khống chế đối phương, làm cho Trương Dương biết khó mà lui. Trương Dương cười nhạt, khuỷu tay phải hơi cong lại, cản lấy cú đấm từ tay trái của Lương Tiểu Xuyên, chân phải của Lương Tiểu Xuyên đang muốn đá vào giữa hai đùi của Trương Dương, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra, cảm thấy hai đùi của đối phương cứng lên như đá. Lúc này Trương Dương cũng đã đấm một cái vào ngực của hắn, Lương Tiểu Xuyên tránh không kịp, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cổ lực lượng lớn đánh văng đi, hắn ta thất thểu lui về sau vài bước, sau khi đứng được ổn định rồi, thì hắn cảm thấy khí huyết trước ngực có vẻ không ổn định. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Trương Dương, lúc này mới ý thức được, vị phó thị trưởng này tuyệt đối là một cao thủ. Mấy trưởng giả của Lương Gia Bình đứng một bên mà nhìn, Lương Thiên Lý nhìn ra chút không ổn, ông ta quay đầu về hướng Lương Bách Sơn. Phát hiện ra biểu tình trên mặt của Lương Bách Sơn cũng đầy bất an, Lương Thiên Lý thấp giọng nói, Bách Sơn, chọn thêm mấy người đi. Ông ta đã nhìn ra được tình huống không được lạc quan cho lắm, nên đã sớm kêu Lương Bách Sơn chuẩn bị sẵn sàng. Lương Bách Sơn vốn tưởng rằng chỉ cần một mình Lương Tiểu Xuyên ra tay là có thể giải quyết chuyện này, chỉ là không ngờ rằng Trương Dương lại lợi hại như vậy, cục diện lúc này đã có thay đổi. Lương Tiểu Xuyên bị Trương Dương khơi dậy ý chí chiến đấu, hắn hét lớn một tiếng. Và một lần nữa xông lên,
hắn cho rằng hồi nãy mình rơi vào thế hạ phong, cũng bởi vì kiêng kỵ thân phận của đối phương, cho nên đã ra tay lưu tình. Lần này Lương Tiểu Xuyên dùng ra toàn bộ thực lực, quyền cước như vũ bão, tấn công về hướng Trương Dương. Khưu Kim Trụ cũng nhìn ra, quan bức dân phản. Trương Dương ơi là Trương Dương, cậu làm to chuyện ra rồi, người ta là cao thủ chân chính đấy. Trần Gia Niên thấy thế âm thầm lắc đầu, trong lòng nói Trương Dương đang tự tìm xấu hổ, nếu thật sự bị một đám thôn dân vây lại đánh cho một trận, thì sau mặt làm gì còn mặt mũi mà đi nhìn người. Trương Đại Quan Nhân vẫn đứng một chỗ. Quyền của Lương Tiểu Xuyên rất nhanh nhưng tốc độ ngăn cản của Trương Dương cũng không kém, hai người di chuyển rất nhanh, làm cho những người xung quanh nhìn mà hoa mắt, người thường thì xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì xem môn đạo. Các vị cao thủ bên Lương Gia Bình đều nhìn ra tình huống không ổn, Lương Tiểu Xuyên vì muốn làm nhiễu loạn bộ pháp của Trương Dương, cho nên thân pháp thay đổi liên tục, chỉ là từ đầu đến cuối Trương Dương căn bản là không hề rời khỏi mảnh đất dưới chân, hai bên so sánh ra, thì cao thấp đã có thể đoán được. Lương Thiên Lý khẩn trương vuốt vuốt chòm râu, thảo nào người ta lại mạnh miệng nói ra là chọn 50 người cùng lên, người thanh niên này quả nhiên là cũng có thực lực. Lương Tiểu Xuyên trải qua một vòng tấn công điên cuồng, khí lực rõ ràng đã giảm xuống, thấy có sơ hở, Trương Dương tách hai đấm của hắn ra, tay phải vươn đến chụp lấy yết hầu của hắn, chân phải cũng ngăn cản giữa hai chân hắn, Lương Tiểu Xuyên mất đi cân bằng, ngã ngửa người ra, Trương Dương đưa tay trái ra đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại, mỉm cười nói cảm ơn. Lương Tiểu Xuyên đỏ bừng cả mặt, từ lúc hắn học võ đến giờ vẫn chưa từng chịu thất bại như vậy. Lúc này Khưu Kim Trụ đã mở đầu kêu lên một tiếng, hay, mà Thường vụ Phó Thị trưởng Trần Gia Niên cũng liều mạng vỗ tay, đôi mắt đẹp của Tạ Quân Sức càng phát ra ánh sáng hưng phấn, lớn tiếng trợ uy cho Trương Dương. Ánh mắt của Trương Dương nhìn về phía Lương Thiên Lý, cười tủm tỉm nói, lão gia tử, các người còn lại 49 người, cùng lên đi. Buổi trưa tôi còn phải quay về Giang Thành, tranh thủ thời gian. Bên Lương Gia Bình nhất thời ồn ào, thằng nhãi này đúng là quá cuồng vọng rồi, rõ ràng là không coi người Lương Gia Bình ra gì hết, Lương Thiên Lý gật đầu nói, tốt. Không cần nhiều người như vậy, đội Vũ Long lên. Đội Vũ Long của Lương Gia Bình có tổng cộng 20 người, 20 người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, từ nhỏ đã được tập luyện võ công cùng một chỗ, đều có quan hệ sư huynh đệ, trình độ ăn ý rất cao, ở trong Vũ Long một thời gian dài, nên đã nghiên cứu ra không ít phương pháp phối hợp. Có thể nói 20 người liên thủ lại, đối thủ dù có 100 người cũng không coi ra gì cả, sức chiến đấu cường hãn có thể thấy được. 20 người mặc cùng quần xanh áo đỏ đi ra, xếp thành một hàng dài đi ra và bao vây lấy Trương Dương ở giữa trung tâm. Khưu Kim Trụ lớn tiếng nói, không công bằng, lấy nhiều đánh ít, đây là quy tắc võ lâm sao? Lương Thiên Lý nói, yêu cầu của thị trưởng Trương chúng tôi không thể vi phạm. Ông ta sống đến từng tuổi này rồi, có sóng gió gì mà chưa thấy qua? Đã nhìn ra trong lúc Trương Dương đối chiến với Lương Tiểu Xuyên, vị phó thị trưởng này tuyệt đối là một cao thủ, luận đơn đả độc đấu, sợ rằng toàn bộ Lương Gia Bình cũng không có một ai là đối thủ cả, bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp này, lấy thịt đè người, cho dù thắng không có tinh thần thượng võ, thì cũng có thể giữ gìn được mặt mũi, ai kêu Trương Dương tự mạnh miệng. Trương Dương cười nói, còn ít quá, còn thiếu 29 người. Bí thư chi bộ thôn Lương Gia Bình Lương Bách Sơn chậm rãi đi ra. Trầm giọng nói, tôi đại biểu cho 29 người, nếu chúng tôi đều thua, như vậy Lương Gia Bình sẽ chấp nhận quy hoạch và di rời, và không có bất cứ yêu cầu nào với chính phủ nữa. Vẽ rồng điểm mắt, Lương Bách Sơn chính là người như vậy. Hắn ta xuất hiện trong đội Vũ Long, sức chiến đấu của đội Vũ Long đã tăng lên gấp bội. 20 người trong đội Vũ Long này chính là đệ tử của Lương Bách Sơn. Lương Bách Sơn đều nắm rõ ưu điểm và nhược điểm của từng người rõ như lòng bàn tay vậy. Trương Dương nói, đội Vũ Long. Tuy rằng không có rồng, nhưng trong tay hẳn là nên có cây gậy mới đúng. Nếu không thì thực lực của các người làm sao mà thể hiện ra. Lương Bách Sơn không khỏi thầm mắng thằng nhãi này cuồng vọng, chỉ là nhìn thấy thực lực mà Trương Dương vừa biểu diễn ra. Lương Bách Sơn không dám chủ quan, gật đầu nói, thị trưởng Trương đã có yêu cầu, chúng tôi cũng nên đáp ứng. Những lời này đã thể hiện đầy đủ vẻ gian xảo của Lương Bách Sơn. Trần Gia Niên nhìn 20 người cao to, bây giờ trong tay lại có thêm một cây gậy. Trong lòng âm thầm đổ mồ hôi cho Trương Dương, Trương Dương ơi là Trương Dương, cậu là một người thông minh, sao lại đi làm cái việc ngốc như vậy, cái này không phải là tự tìm phiền phức sao? Lương Bách Sơn đứng ngoài vòng tròn, lớn tiếng nói, khởi. 20 người cầm gậy trong tay, đồng thanh hét lớn, hư. Âm thanh hùng hồn đã làm chấn động màng nhĩ của những người vây xem, vòng vây chợt rút lại hướng trung gian,
20 cây gậy đồng thời vẽ ra 20 đường màu trắng khác nhau, cùng nhau đánh lên nhiều chỗ trên người của Trương Dương. Trương Dương nhảy lên trên cao, những người này nhanh chóng rút về trung tâm, cây gậy trong tay cũng thay đổi phương hướng, đâm thẳng lên trên không trung. Khưu Kim Trụ hít sâu một hơi lạnh, may là cái này chỉ là gậy thôi, nếu nó mà là cây thương mũi nhọn, thì trên người Trương Dương chẳng phải sẽ có thêm nhiều lỗ thủng sao. Chỉ là tình thế trong sân đã không như tưởng tượng của gã. Mũi chân của Trương Đại Quan Nhân đạp nhẹ lên trên những cây gậy đó, thân thể giống như con chim nhẹ nhàng bay ra ngoài, nhảy ra vòng vây của 20 người, lao thẳng đến hướng Lương Bách Sơn ngoài vòng tròn, lăng không đến chỗ Lương Bách Sơn. Bắt người thì bắt ngựa trước, bắt giặc thì bắt vua trước, Lương Bách Sơn muốn làm mắt rồng, thì tôi cũng không ngại móc mắt rồng ra một lần đâu. Lương Bách Sơn không ngờ thân pháp của Trương Dương lại linh hoạt như vậy, đơn giản tránh thoát vòng vây của 20 người, chờ khi hắn ý thức được, thì Trương Dương đã đến trước mắt, Lương Bách Sơn vung hai tay lên bảo vệ trước ngực, mạnh mẽ chịu đựng một cước của Trương Dương, một cước của Trương Dương đá lên cánh tay của hắn, hai chân của Lương Bách Sơn bám chặt vào đất, nhưng không cách nào chống lại lực lượng của Trương Dương, hai bàn chân trượt về phía sau gần cả mét, trên mặt đất để lại hai đường thật sâu. Chương 434, nắm đấm lớn nhất hạ. 20 người của đội Vũ Long giống như những cái bóng của nhau, một lần nữa vây lấy Trương Dương vào trong vòng, ngay cả Lương Bách Sơn cũng bị vây bên trong. Thế công của những cây gậy lại một lần nữa nhấc lên, chỉ là phương thức công kích lần này khác hẳn lần trước, lần này những cây gậy thay phiên nhau công kích, giống như sóng biển trước sau đánh vào bờ. Trong lòng Trương Dương nói, phương thức công kích của đội Vũ Long này, sao mà có điểm giống đả cầu trận của cái bang ngày trước quá. Chỉ đáng tiếc là chỗ biến hóa tinh diệu thì kém hơn người đời trước không chỉ một bậc. Lương Bách Sơn lợi dụng sự yểm hộ của đội Vũ Long, thường là sau khi tấn công thì sẽ lập tức lui về phía sau. Loại phương pháp tấn công này quả thật đã tạo cho Trương Dương một ít phiền phức, Trương Dương để lộ ra sơ hở, thân thể hơi lui, để lộ ra không môn, hai cây gậy trước sau đánh vào, cánh tay của hắn liền kẹp lấy, hai cây gậy bị hắn dùng sức mà bẻ gãy. Cùng lúc đó, bốn cây gậy khác dùng sức nện lên phía sau lưng hắn. Cương khí hộ thể của Trương Đại Quan Nhân đương nhiên là có phản ứng mà sinh ra, bốn cây gậy này bị hắn mạnh mẽ chống đỡ mà gãy. Chỉ có người tại hiện trường mới có thể cảm nhận được loại chấn động này mạnh mẽ cỡ nào, trong tiếng kinh hô lớn, Trương Dương chụp lấy một cây gậy, dùng lực kéo lại, lôi cả người cùng cây gậy của đối phương tới, rồi nhấc chân đá bay đối phương đi, giơ hai tay lên đỡ lấy sáu cây gậy cùng đánh lên trên đầu của hắn. Hừ một tiếng, Trương Đại Quan Nhân đánh văng cả sáu cây gậy đi. Hắn hét lớn một tiếng, chụp lấy một cây gậy vô chủ quét ngang một phương, cây gậy đi một vòng, chỉ nghe thấy tiếng kêu la vang lên không ngừng bên tai, đã có 7 người bị hắn đánh ngã, Trương Dương vung cây gậy lên, ánh mắt dò xét nhìn về hướng Lương Bách Sơn, lớn tiếng nói, tiếp của tôi một gậy. Hai tay giơ gậy lên cao quá đầu, lực lượng ngưng tụ vào hai tay, bổ một gậy xuống Lương Bách Sơn. Lương Bách Sơn thấy khí thế một gậy của Trương Dương rất bức người, giống như Thái Sơn áp đỉnh đang bổ xuống người mình. Hắn ta cũng không dám chủ quan, hai tay nâng gậy lên đỡ, đón lấy công kích của Trương Dương. Nếu như một gậy của Trương Dương mà dùng lực trực tiếp đánh xuống, thì khẳng định sẽ chém cây gậy của Lương Bách Sơn ra làm hai khúc, chỉ là giữa đường Trương Dương đột nhiên dừng lại, khí thế đánh xuống giảm đi vài phần, chạm vào gậy của đối phương, lực lượng lại đột nhiên tăng lên, phải biết rằng, phát lực từ không trung rồi trực tiếp đánh xuống như vậy, độ khó lớn hơn là phát lực từ một chỗ cố định rất nhiều. Lương Bách Sơn chỉ cảm thấy có một cổ áp lực khổng lồ bức bách khó nhịn đang đánh xuống, hắn mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì dùng hết sức lực toàn thân, cho nên sắc mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng lộ ra. Trương Dương cười tủm tỉm nói, võ công của bí thư Lương cũng không tồi. Khi nói chuyện, lực lượng lại tăng mạnh vài phần, Lương Bách Sơn bởi vì không chịu nổi áp lực, cho nên hai chân đã lún sâu vào đất gần nửa tấc, chỉ cần Trương Dương mà dùng thêm một chút lực, thì hắn ta khẳng định sẽ té quỳ xuống đất. Lúc này hơn 10 người còn lại đã đồng thời dùng gậy đập vào hậu tâm của Trương Dương, thấy Trương Dương cường hãn như vậy, bọn họ đã sớm ném quy tắc giang hồ lên 9 tầng mây rồi. Trương Dương cười ha hả, thu hồi cây gậy, xoay người vung gậy giống như trong chóng, ngăn cản 10 gậy kia lại, cứ như vậy, Lương Bách Sơn đã may mắn tránh thoát được một kiếp, hắn ta lui về phía sau, chỉ cảm thấy bước chân mệt mỏi, thân thể lảo đảo suýt chút nữa đã ngã xuống đất, đây là biểu hiện của mệt mỏi quá độ. Chỉ trong chớp mắt đó, đã có 5 người bị Trương Dương đánh ngã. Lương Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tham chiến, thì đột nhiên nghe Lương Thiên Lý lớn tiếng nói, dừng tay. Trương Dương đang vung ra một gậy, cách đỉnh đầu của đối thủ khoảng chừng 2cm thì dừng lại,
người cai sợ đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, tuy rằng gậy đã dừng lại trên đỉnh đầu, nhưng mà nỗi sợ trong lòng hắn vẫn chưa biến mất, té ngã ngồi xuống đất. Xung quanh phát ra tiếng cười vang, mà người cười này đa số đều là người bên phe của Trương Dương. Lương Thiên Lý gật đầu thở dài, nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người mới thay thế người cũ, thị trưởng Trương, võ công của cậu làm chúng tôi bội phục, chúng tôi thua, sau này bất kỳ người nào trong Lương Gia Bình cũng sẽ tuyệt đối không gây rối cho quá trình quy hoạch và di rời của chính phủ nữa. Trương Dương nhìn về phía Lương Bách Sơn, Lương Bách Sơn nói chúng tôi thua. Trương Dương mỉm cười nói yên tâm, chính phủ tuyệt đối không để cho dân chúng Lương Gia Bình chịu thiệt, chỉ cần mọi người phối hợp. Chúng tôi sẽ dùng cố gắng lớn nhất để tranh thủ lợi ích cho dân chúng Lương Gia Bình. Thôn dân Lương Gia Bình không tin tưởng vào lời nói này của hắn cho lắm, chỉ là sự thật đang ở trước mắt, bọn họ thua trong trận đấu võ này rồi. Có chơi thì có chịu, người nổi bật trong lớp tuổi trẻ, Lương Tiểu Xuyên đã thua, đệ nhất cao thủ Lương Gia Bình là Lương Bách Sơn dẫn dắt 20 người trong đội Vũ Long vây công người Tây, nhưng vẫn đại bại, thực lực như vậy bọn họ không thể chống lại, người của Lương Gia Bình tin tưởng đạo lý. Càng tin tưởng nắm đấm của Trương Dương cứng hơn bọn họ chỉ có thể chấp nhận hiện thực trước mắt. Trước khi Lương Bách Sơn đi, không nhịn được quay đầu lại nhìn Trương Dương một chút, từ nhỏ hắn đã tập võ rồi, cho đến bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy một cao thủ siêu cấp nào như vậy cả, tự xưng là cao thủ đệ nhất phong trạch, nhưng ở trước mặt Trương Dương ngay cả đánh lại hắn cũng không có cơ hội. Lương Tiểu Xuyên thấp giọng nói, chú Năm, con vừa gọi điện thoại cho chú Bảy. Chú ấy nói chúng ta không phải là đối thủ của thị trưởng Trương đâu, chú Bảy trong lời nói của hắn ta chính là chủ tịch hiệp hội hình ý quyền Lương Bách Xuyên. Lương Bách Sơn thở dài, thấp giọng nói, bây giờ cuối cùng chú đã hiểu rõ, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, chúng ta ở Lương Gia Bình lợi hại, chỉ là gặp phải cao thủ chân chính, chúng ta chẳng là cái gì cả. Lương Tiểu Xuyên nói, cao thủ thì con đã gặp qua không ít, nhưng mà lợi hại như thị trưởng Trương, thì lần đầu tiên con được nhìn thấy. Lương Bách Sơn nói, tuổi còn trẻ mà đã là phó thị trưởng, bây giờ lại là chỉ huy của hạng mục xây dựng sân bay, người ta đích thật là có bản lĩnh. Phương pháp hay nhất để thuyết phục người chính là dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, dùng nắm đấm chứng minh với bọn họ ai mới là kẻ mạnh. Sau khi thôn dân Lương Gia Bình tản đi, bao gồm cả thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên cùng với rất nhiều công an đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trương Dương, một mình đấu với 22 hảo hán của Lương Gia Bình, cái này đúng là khó tin thật. Phải biết rằng, 22 người kia đều là cao thủ dân gian võ công đầy mình. Trương Dương bây giờ đã có chút ý tứ thắng không kiêu bại không nản rồi, hắn cười với Trần Gia Niên, nói, giải quyết xong rồi, dân chúng của Lương Gia Bình cũng biết nói đạo lý đấy. Bí thư đảng ủy Trấn Đông Hà Chu Chí Quốc không mất thời cơ nịnh nọt, những dân chúng của Lương Gia Bình này cũng chỉ có thị trưởng Trương mới có thể trấn trụ bọn họ, đổi lại là người khác, chuyện này nhất định là không giải quyết được. Khưu Kim Trụ nói, đương nhiên, ở phong trạch chúng ta không ai đánh lại thị trưởng Trương cả, thị trưởng Trương mới xứng đáng là đệ nhất cao thủ phong trạch. Trương Dương cười nói, được rồi, các người còn nói nữa thì tôi sẽ ngưỡng chết mất, tất cả đều là vì công tác xây dựng sân bay cả, nếu không thì nói cái gì tôi cũng không ra tay với dân chúng. Hắn nhìn thời gian một chút, nói tôi phải đi rồi, buổi chiều còn phải đi báo cáo tình huống với thành phố, chuyện quy hoạch và di rời này tôi xin nhớ các người. Lần này nhất định phải ký hiệp nghị quy hoạch đàng hoàng với người của Lương Gia Bình, cần phải bắt từng người ký vào trong hiệp nghị, nếu không đến lúc đó bọn họ lại đổi ý. Chu Chí Quốc nói, thị trưởng Trương không cần lo lắng, sau ngày hôm nay bọn họ hẳn là không đổi ý nữa. Trương Dương nói, nếu bọn họ mà dám đổi ý, tôi cầm gậy đập thẳng đến Lương Gia Bình đấy. Một câu nói chọc cho tất cả mọi người bật cười. Lúc Trương Dương đi, Tạ Quân Sước cũng đi theo đến trước xe của hắn. Trương Dương biết cô có chuyện muốn nói với mình, mỉm cười nói, chuyện hôm nay chỉ là một cái ngoài ý muốn, cô đừng sợ, tiến độ xây dựng ban chỉ huy không thể dừng lại, nhất định phải hoàn thành công trình ban chỉ huy trước kỳ hạn. Tạ Quân Sước nói, thị trưởng Trương, anh yên tâm, chúng tôi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Trương Dương nói, có phải là thiếu tiền không? Tạ Quân Sước lắc đầu nói, xây một căn phòng che nắng thì cần bao nhiêu tiền? Trong hợp đồng có ghi là sau khi hoàn thành mới kết toán, tôi không vội, chờ sau khi xây xong ban chỉ huy, các người đến nghiệm thu thấy phù hợp, rồi mới đưa tiền, tiền cũng có thể từ từ trả thoải mái. Trương Dương nói, trông cô giống đang có việc. Tạ Quân Sước cắn môi nói, ngày hôm qua tôi vừa đến nông trường cải tạo lao động Tây Hà thăm anh của tôi, anh ấy gầy đi rất nhiều, trong nông trường bị người ta ăn hiếp không ít, anh có thể nói giúp một chút,
để cho cai ngục chiếu cố anh của tôi, đừng để các phạm nhân khác ăn hiếp anh ấy được không? Trương Dương gật đầu nói, được, trở về tôi sẽ tìm người nói giúp một tiếng. Tạ Quân Sước lại nói, anh tôi nói, anh ấy cảm thấy có lỗi với anh lắm. Trương Dương cười nói, chờ khi hắn cải tạo đi ra xong rồi tự mình nói với tôi đi. Chuyện một mình Trương Dương quét ngang 22 hảo hán của Lương Gia Bình nhanh chóng được truyền đến Giang Thành. Buổi chiều khi Trương Dương tham gia vào cuộc họp chủ bị cho việc xây dựng sân bay, người tham gia cuộc họp đều nghe nói qua về chuyện này. Đỗ Thiên Dã nhìn thấy hắn tiến vào, liền cười nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, một cán bộ cấp phó sử như cậu, lại đi đánh nhau với dân chúng, cái này truyền ra ngoài làm gì còn mặt mũi nữa. Trương Dương hào hùng nói, tôi ra tay vì chính phủ, sự thật đã chứng minh, khi nào dạy dỗ bằng lời nói đã không còn tác dụng, thì chúng ta cần phải áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Mao lão gia tử đã dạy dỗ chúng ta, chính quyền được đi ra từ trong báng súng, tôi phát hiện ra gậy gỗ dùng tốt hơn nhiều. Phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến, chủ nhiệm hội thường ủy đại biểu nhân dân Triệu Dương Lâm đều bật cười, Triệu Dương Lâm nói, tôi thấy Tiểu Trương xử lý chuyện này rất tốt, nắm đấm của người Lương Gia Bình rất cứng, Tiểu Trương đã chứng minh với bọn họ là nắm đấm của cậu ấy cứng hơn bọn họ, nếu không là vậy, thì thôn dân Lương Gia Bình sẽ không thuận lợi đáp ứng chuyện quy hoạch và di rời. Trương Dương nói, thật ra điều kiện mà chính phủ cho bọn họ cũng đã rất hậu đãi rồi, lúc trước bọn họ đã đáp ứng, chỉ là ngày hôm nay đột nhiên lật lọng, tôi hoài nghi phía sau chuyện này có khả năng có người xúi giục. Đỗ Thiên Dã cả giận nói, điều tra ra ai là kẻ xúi giục, tôi nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt. Ông chỉ là nhất thời tức giận nên nói ra mà thôi, chứ nếu thật sự điều tra, thì biết điều tra từ cái chỗ nào đây. Hơn nữa chuyện này cũng đã giải quyết rồi, không cần phải nhấc lên sóng gió làm gì nữa. Trương Dương nói, ban chỉ huy hiện trường sân bay có thể dựng hoàn thành vào cuối tuần, chờ sổ sách cho vay của ngân hàng đến, chúng ta có thể đặt móng rồi. Đỗ Thiên Dã gật đầu nói tốt, tất cả mọi người sẽ suy nghĩ một chút về ngày đặt móng, xây dựng sân bay mới là chuyện lớn ở Giang Thành chúng ta, nhất định phải quảng cáo tuyên truyền, để cho tất cả dân chúng đều ủng hộ chuyện này. Nghiêm Tân Kiến nói, tôi tuyên bố một tin tức tốt với mọi người, bên công ty máy móc công trình Giang Thành sau khi trải qua suy nghĩ. Quyết định tài trợ cho chúng ta 5 máy đào, khi mua máy móc xây dựng có thể được ưu đãi lớn nhất. Trương Dương lại thấy đây không phải là một tin tức tốt, nhíu mày nói, con người của Tào Chính Dương không có phóng khoáng như vậy đâu, một chút cũng không nhanh nhẹn, mỗi lần nhìn thấy tôi đều đề phòng như trộm cướp, ông ta sợ tôi cướp tiền của ông ta vậy. Nghiêm Tân Kiến cười nói, lão Tào cũng không phải là một người ích kỷ, ông ta xuất phát từ lợi ích của nhà máy, làm lãnh đạo của một xí nghiệp lớn như vậy cũng không phải dễ dàng. Đỗ Thiên Dã nói, xí nghiệp cũng không dễ dàng, Trương Dương, cậu không thể đặt áp lực lên các xí nghiệp lớn tại Giang Thành được, như vậy đối với bọn họ không công bằng. Trương Dương nói, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy tiền tôi đào ở đâu ra? Bí thư Đỗ, ông chỉ cho tôi đi, còn thiếu gần 7-8 tỷ, tôi đi đào tiền ở chỗ nào đây? Đỗ Thiên Dã nói, đó là chuyện của cậu, mỗi người có một công việc, phải có trách nhiệm, xây dựng sân bay mới chỉ là một phần của Giang Thành. Không thể bắt tất cả tiền ở Giang Thành đưa đến hạng mục này được. Trương Dương đã nhiều lần tranh luận với Đỗ Thiên Dã về vấn đề tài chính, chỉ là trước mặt nhiều người, hắn cũng không muốn tranh luận với Đỗ Thiên Dã nữa, thở dài nói, lẽ nào quốc gia không có chút tiền này sao? Đỗ Thiên Dã nói, trợ cấp của quốc gia vẫn chưa xác định, nhưng mà chỗ của chúng ta không thể mỗi lần có việc thì lại ngửa tay xin tiền quốc gia được, nói còn chưa xong thì điện thoại của ông vang lên, Đỗ Thiên Dã nhìn một chút. Đứng dậy nói các người cứ thương lượng trước, tôi phải ra ngoài một chuyến. Đỗ Thiên Dã đi rồi, thì cuộc họp này đương nhiên là không cần phải tiếp tục nữa. Nghiêm Tân Kiến đi, nhiệm vụ của ông ta chính là tranh thủ tài trợ từ các xí nghiệp, còn chuyện tình cụ thể ở sân bay thì ông không muốn hỏi tới. Triệu Dương Lâm nói, hai ngày nay Hà Trường An có liên hệ với cậu không? Trương Dương lắc đầu, chỉ gặp mặt có một lần, tình huống thế nào thì ông đã biết. Triệu Dương Lâm dặn dò, chuyện chiêu thương dẫn tư cần phải nắm chắc, gần đây trong thành phố có nhiều âm thanh khác nhau, nếu như không phải là do bí thư Đỗ đè xuống, thì mâu thuẫn đã sớm bộc phát rồi. Trương Dương vừa nghe liền biết chuyện này khẳng định là có liên quan đến mình, bởi vì mình lên làm chỉ huy hiện trường của sân bay, cho nên Đỗ Thiên Dã đã chịu áp lực rất lớn. Trương Dương nói, bọn họ muốn nói cái gì thì cứ nói đi, tôi bận làm việc còn không kịp, làm gì có thời gian để ý đến mấy người buồn chán đó. Triệu Dương Lâm nhỏ giọng nói, nghe nói cậu ở bên Nam Hồ có một biệt thự gỗ. Trong lòng Trương Dương chấn động, chỉ là trên mặt không hề có chút biểu tình nào cả cái gì. Biệt thự, ai nói,
Chương 435, gió thổi cỏ lay. Triệu Dương Lâm cườn nói, chỉ là bên ngoài có người nói vậy thôi, tôi thấy có người muốn gây chuyện, cho nên nói cho cậu biết sớm một chút, để tránh chuyện không hay. Biểu tình của Trương Dương nhìn như bình tĩnh, hắn cười thản nhiên nói, làm chút việc trong thời đại này đúng là không dễ dàng, mặc kệ là có nguyện ý hay không, nói chung là rất dễ bị rơi vào đầu sóng ngọn gió, có chuyện hay không có chuyện gì thì đều bị người khác nói lung tung. Triệu Dương Lâm nói, người dốc sức làm trong thể chế, ai cũng sẽ phải đối mặt với tình huống này, muốn không bị người ta soi mói, không bị người ta đố kỵ, trừ phi là cậu không làm gì, lừa dối sống cho qua ngày. Trương Dương nói, chủ nhiệm Triệu, ông biết là ai đồn bậy không? Triệu Dương Lâm nói, loại chuyện này toàn bộ đều là tin đồn, tôi nghe xong chỉ nhắc nhở cậu một chút, còn cụ thể là ai truyền ra thì tôi không biết. Trương Dương gật đầu, vô luận là thế nào, Triệu Dương Lâm nói việc này cho hắn biết cũng xuất phát từ ý tốt. Triệu Dương Lâm lại nói, thật ra lời đồn này cậu cũng không cần có phản ứng lớn, chỉ cần giữ vững cảnh giác và bình tĩnh thôi. Trương Dương gật đầu, chủ nhiệm Triệu, cuối cùng tôi luôn cảm thấy công tác chủ bị xây dựng sân bay tiến hành không thuận lợi, phía sau có phải là có người gây sự với chúng ta không? Triệu Dương Lâm nói, bí thư Đỗ cũng cho rằng như vậy, thật ra đừng nói là hạng mục sân bay lớn như vậy, cho dù chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi cũng phải đối mặt với sự cản trở ở trình độ khác nhau. Chúng ta không có bao nhiêu tinh lực để lo lắng là ai đã gây trở ngại, chỉ cần suy nghĩ làm sao khắc phục trở ngại là được. Trương Dương nói, ông nói việc này có liên quan đến Hà Trường An hay không? Yêu cầu của ông ta bị tôi từ chối, cho nên ông ta tìm cách tạo trở ngại cho chúng ta. Trương Dương biết con cáo giả Triệu Dương Lâm này, bây giờ đã là lúc gần về hưu rồi, suy nghĩ của ông ta chỉ là tận lực tranh thủ lợi ích chính trị lớn nhất cho Tôn Đông Cường, không bị cuốn vào trong tranh đấu chính trị một cách đơn giản. Trương Dương rời khỏi tòa nhà thị chính, bên ngoài đã bắt đầu mưa tí tách, hắn chạy thẳng vào trong xe, trong lòng nhớ đến một người, Tiếu Minh, lúc trước khối đất để xây căn biệt thự gỗ kia là do Tiếu Minh cấp cho, trong lúc xử lý sự kiện này biểu hiện của Trương Dương cũng tương đối cẩn thận, hắn để cho Hồ Nhân Như đứng tên khối đất đó, vì đề phòng sau này có người lấy nó ra soi mói hoặc tìm nhược điểm. Trong chuyện này ngoại trừ Tiếu Minh ra, thì không ai biết căn biệt thự đó có liên quan đến mình cả, bởi vậy suy ra. Người có hiểm nghi lớn nhất trong chuyện này chính là Tiếu Minh. Toàn bộ quá trình từ nhận đất đến xây dựng biệt thự đều thông qua trình tự chính quy, cho dù thật sự có người muốn tra, cũng không tra ra được bất kỳ dấu vết nào, nhưng mà nếu như có người nói xấu về quan hệ của hắn và Hồ Nhân Như, chỉ sợ là có chút phiền phức, nghĩ như vậy, Trương Dương liền gọi điện cho Hồ Nhân Như, dặn cô chuẩn bị tâm lý sớm một chút. Nhưng Hồ Nhân Như lại lo lắng cho Trương Dương, bởi vì bên phía của cô không tồn tại bất luận vấn đề gì. Hồ Nhân Như vốn đã có kế hoạch đi Ai Cập rồi, bởi vì chuyện này, cô quyết định đẩy hành trình lên sớm hơn, và còn căn dặn Trương Dương, sắp tới không nên đến biệt thự gỗ, để tránh có người đặt điều trong vấn đề này. Cúp điện thoại, Trương Dương phát hiện ra mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, hắn cũng không lập tức đi, mở radio lên, nghe tin tức ngày hôm nay đã là lập thu rồi, từ hôm nay trở đi khẳng định sẽ càng ngày càng lạnh, vấn đề tài chính cho sân bay vẫn còn chưa chứng thật. Trong đầu Trương Dương đang tính toán xem có thể kiếm tiền từ chỗ nào, có lẽ trận đại chiến ngày hôm nay đã làm cho hắn có chút mệt mỏi, có lẽ là do tiếng mưa rơi bên ngoài có tác dụng thôi miên siêu mạnh, khiến cho hắn tự nhiên ngủ trong xe luôn. Không biết là đã trải qua bao lâu, Trương Dương bị tiếng gõ cửa sổ xe đánh thức, mở mắt ra nhìn, phát hiện ra bầu trời đã tối sầm, bộ trưởng tổ chức Từ Bưu đang đứng bên ngoài, gõ cửa sổ xe của hắn. Trương Dương ngồi thẳng thân thể dậy. Mở cửa xe ra, mời Từ Bưu vào trong xe ngồi. Từ Bưu tiến vào trong xe, hỏi, sao vậy? Sao lại ngủ ở đây? Trương Dương cười ngượng ngùng nói, ngày hôm nay đánh với thôn dân của Lương Gia Bình một trận, có chút mệt mỏi. Từ Bưu cười ha hả nói, đưa tôi về nhà đi, buổi tối ở nhà tôi uống rượu. Trương Dương nói, đưa ông về nhà thì được, còn uống rượu thì miễn. Từ Bưu nói, còn khách khí với tôi làm gì, con tôi đã về. Tối nay Lưu Kim Thành cũng đến, cũng không có người ngoài, chúng ta uống vài ly. Trương Dương nghe nói từ Á Huy đã trở về, cũng vui vẻ nói, Á Huy về rồi à, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi làm chủ đãi khách. Từ Bưu nói, không cần, trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn rồi, rượu thì do Lưu Kim Thành mang đến, ăn bên ngoài không sạch sẽ, tự mình làm vài món ăn sướng miệng lại yên tâm. Từ Bưu từ sau lần bệnh xong, trong sinh hoạt đã trở nên cẩn thận rất nhiều, cũng chú ý sức khỏe hơn. Trương Dương nói tốt, vậy về nhà ăn. Từ Á Huy nhìn thấy Trương Dương đến, tươi cười rạng rỡ bắt lấy tay của hắn,
Từ Á Huy nói, tôi đang tính hẹn anh ra uống rượu hai ngày nay rồi, không ngờ rằng ba tôi lại mời anh đến. Trương Dương nói, Bộ trưởng Từ thấy tôi không có nhà để về, thấy tội nghiệp quá, cho nên thu nhận tôi. Từ Bưu nghe thấy thế liền cười ha hả, ông ta nói với con trai, Á Huy, con tâm sự với Trương Dương đi, ba xuống bếp làm cá cho hai người ăn. Từ Á Huy mời Trương Dương ngồi xuống, cười nói, món cá kho của ba tôi, cùng với gà quay được xưng là song tuyệt, bình thường không để lộ ra ngoài đâu, hôm nay coi như anh có lộc ăn. Trương Dương tiếp lấy tách trà của Từ Á Huy, thuyền trưởng Từ lần này dự định ở nhà bao lâu? Từ Á Huy nói, nửa tháng, nhiệm vụ lần này tương đối gấp, lập tức phải chuẩn bị để rời bến. Lúc này Lưu Kim Thành của nhà máy rượu Giang Thành đến, ông ta và Từ Bưu là bạn bè, lúc trước kết bạn với Trương Dương cũng là thông qua Từ Bưu. Lưu Kim Thành đưa rượu qua, xong liền nói chuyện với Trương Dương, Từ Á Huy thấy người của ông hơi ướt, nên đứng dậy lấy khăn cho ông. Từ Bưu đứng một bên nói, hôm nay trời mưa ghê thật, đường đi đều bị ngập nước. Trương Dương nói, năm nay Giang Thành thiếu nước, cái này cũng là điểm tốt. Từ Á Huy nói, vậy cũng không thể ngập nhiều quá, có câu tốt quá hóa tệ, mưa lớn quá cũng có thể tạo thành tai nạn. Từ Bưu từ trong phòng bếp đi ra nói, cái này cũng không đến mức, ngập nước là bởi vì trời mưa quá mau, trận mưa này không tạo thành tai nạn đâu. Bàn cơm đã được dọn xong, Từ Bưu mời mọi người ngồi xuống. Lưu Kim Thành mở chai rượu mà mình mang đến ra, bên trong là một bình sứ màu xanh không có nhãn hiệu, Lưu Kim Thành giới thiệu, các người đừng thấy cái chai mà xem thường, rượu bên trong đều là rượu tốt đấy, rượu ủ 30 năm, tôi cũng không lấy đơn giản đâu. Trương Dương cười nói, lão Lưu ơi là lão Lưu, tôi với ông quen biết lâu như vậy, nhưng cũng không thấy ông lấy cho tôi một chút rượu ủ nếm thử. Lưu Kim Thành cười nói, rượu của cậu đã ủ xong rồi, đang chuẩn bị dành chút thời gian đưa tới cho cậu. Từ Á Huy rót rượu cho bọn họ, ai cũng biết uống cả, mà uống rượu có thói quen là uống ly lớn, chỉ là từ sau khi Từ Bưu bệnh, trong phương diện uống rượu đã hạn chế rất nhiều, ông dùng riêng một ly nhỏ, Từ Bưu cười nói, tôi một ly các người một ly, ngày hôm nay tôi chiếm tiện nghi, nhưng các người không được thấy ủy khuất. Trương Dương cười nói, rượu tốt như vậy, tôi đang hận là không thể cho hết vào trong bụng, ông không uống là tổn thất của ông. Từ Bưu cười ha hả nói, tôi cũng muốn uống lắm. Chỉ là cách mạng chưa thành công, các đồng chí cần phải cố gắng, tôi còn chưa hề hưu, bây giờ mà ngã bệnh, chính là không có trách nhiệm với quốc gia, cũng không có trách nhiệm với dân chúng. Trong lúc còn tại chức, tôi tốt nhất là nên giữ gìn thân thể, chờ ngày tôi về hưu, thì cứ việc chè chén thoải mái. Từ Á Huy nói, ba, vậy cũng không được, công tác quan trọng, nhưng gia đình cũng quan trọng, ba không nên chỉ vì quốc gia mà giữ gìn thân thể, cũng phải vì mẹ và hai anh em tụi con mà bảo trọng thân thể chứ. Từ Bưu nói, hai anh em tụi con chỉ cần làm cho ba bớt lo là được rồi, con nói xem, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn còn chưa chịu cưới vợ, lẽ nào muốn ở giá cả đời. Đi ra đi vào đại viện thị ủy mỗi ngày, ai bằng tuổi ba mà không ấm cháu, chỉ có con. Nhắc đến chuyện này là Từ Bưu lại cảm thấy tức không nói được, với bối cảnh gia đình bọn họ, mấy năm nay người làm mối cho con trai đến cửa cũng không biết là bao nhiêu, chỉ là thằng con này, giống như là không nhìn thấy. Sắp đến 30 rồi chứ đâu phải ít, Từ Bưu sao có thể không gấp. Hơn nữa, con gái của ông Từ Nhã Bội bởi vì chuyện của Vương Quân gây tổn thương, nên đã đi đến Hong Kong xa xôi, trung thân đại sự của con cái đã trở thành một tâm bệnh của hai vợ chồng Từ Bưu. Lưu Kim Thành cười nói, Á Huy, con nên dành thời gian ra tìm một bạn gái đi. Từ Á Huy nói, chỉ biết là các người thích nói chuyện này mà, ba, con sẽ kết hôn ngay. Từ Bưu tưởng con trai nói giỡn. Trừng mắt nhìn con trai, vớ vẩn, ngay cả bạn gái con còn chưa có, kết hôn với ai? Từ Á Huy nói, con nói thật đấy, con quen với một cô gái Nhật, cô ấy tên là Đằng Nguyên Mỹ Sa, năm nay 24 tuổi, làm cho công ty thiết bị điện Singapore ở Nhật, chúng con đã quen biết nhau một năm rưỡi rồi, con biết ba hận nhất là người Nhật, cho nên không dám đề cập. Khuôn mặt của Từ Bưu nhất thời lạnh xuống, ông nội bà nội, bác hai bác ba của ông tất cả đều bị người Nhật giết chết. Ngay cả ba của ông cũng bị người Nhật bắn chết, mỗi lần nhắc đến người Nhật Từ Bưu liền hận đến cắn chặt răng, không ngờ rằng đến thời con cháu, con trai lại tìm về cho ông một đứa con dâu người Nhật. Lưu Kim Thành quen với Từ Bưu đã lâu, biết tính tình của Từ Bưu, đây chính là chỗ nhạy cảm nhất của Từ Bưu, ông cũng không xen vào được. Trương Dương thì cười nói, Á Huy, cậu thật là ngầu đấy, trực tiếp bước qua biên giới kết nối với quốc tế luôn. Từ Á Huy nhìn ông già một cái, thấy biểu tình của ba rất kỳ quái. Từ Á Huy cẩn thận nói, ba,
con không phải là có ý chọc tức ba, nhưng ba nên biết bây giờ là thời đại nào, thù hận dân tộc con nhớ kỹ, chỉ là tình cảm cá nhân không nên vì chuyện quá khứ mà chịu trách nhiệm đúng không? Từ Bưu vỗ bàn một cái rầm, sau đó chỉ vào mặt của Từ Á Huy. Trương Dương thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên nhủ, tôi nói bộ trưởng Từ này, chúng tôi đều đang ở đây, ông muốn vận dụng gia pháp cũng phải chờ chúng tôi đi đã. Từ Bưu chỉ vào mặt con trai, mắng, thằng con khốn nạn, mày nói là đã quen 1,5 năm rồi, đến bây giờ mới chịu nói cho tao biết. Trong mắt của mày còn có ông già này không? Con gái Nhật Bản thì làm sao? Con gái Nhật Bản cũng là con người, mày lập tức mời người ta đến đây, tao và mẹ của mày nhìn mặt trước, lấy vợ gả chồng, cha mẹ hai bên đều không gặp mặt nhau thì làm thế nào mà thành? Từ Á Huy bị ông già mắng cho ngơ ngác, Trương Dương ở bên cạnh đẩy vai hắn nói, còn không mau tạ long ân của lão gia tử nhà cậu đi, phải không bộ trưởng Từ? Từ Á Huy lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt nói cảm ơn ba. Khuôn mặt của Từ Bưu trở nên rạng rỡ, nói con đó, không biết gì về ba cả, chỉ cần con hạnh phúc, chỉ cần đối phương là một cô gái tốt, xuất thân thể nào. Quốc tịch ở đâu, mấy cái này ba căn bản là không quan tâm, con sống tốt mới là điều quan trọng nhất. Từ Á Huy nghe thấy mà trong lòng ấm áp, hắn mạnh mẽ gật đầu. Có lẽ bởi vì biết được con trai rốt cục đã có đối tượng kết hôn, cho nên Từ Bưu rõ ràng là đã hưng phấn lên, ông ta đã uống nhiều rượu hơn một ít. Thật ra thì cái quy tắc này đã được dưỡng thành hơn nửa năm rồi. Lúc 9 giờ tối, Trương Dương và Lưu Kim Thành đều đứng dậy xin cáo lui, đến nhà người ta làm khách uống rượu cũng phải có chừng mực, ở lại quấy rối lâu cũng thấy ngại, Từ Bưu tuy rằng rất hưng phấn, nhưng mà vợ của ông còn ở nhà, quấy rối lâu cũng không thích hợp. Cha con Từ Bưu tiễn hai người ra ngoài cửa, mưa bên ngoài đã tạnh, Lưu Kim Thành đã sớm gọi điện thoại, tài xế đậu xe ngoài cửa lớn chờ ông, Trương Dương đưa Lưu Kim Thành ra đến cửa, lúc đi ra thấy được chiếc xe của Đỗ Thiên Dã đến, Đỗ Thiên Dã cũng chú ý đến chiếc xe của Trương Dương, chiếc xe tải ra này đúng là nổi bật, đi đâu cũng được chú ý cả, ông mở cửa sổ xe xuống hỏi, Trương Dương, đến tìm tôi à? Trương Dương cười cười ghé đầu vào trong cửa sổ xe của Đỗ Thiên Dã, nhìn thăm dò vào bên trong. Đỗ Thiên Dã trừng mắt nhìn hắn, nhìn cái gì vậy? Trương Dương nói, kỳ quái thôi, nhìn xem trong xe của bí thư Đỗ có thể giấu được một cô gái không? Đỗ Thiên Dã nói, trong đầu của cậu cho đến bây giờ đều là những thứ kỳ quái này, ông ngửi thấy được mùi rượu trên ngòi Trương Dương, nhíu mày nói, mới uống rượu. Trương Dương gật đầu nói, uống chút rượu, con trai của bộ trưởng Từ trở về, cho nên đến nhà ăn mừng. Đỗ Thiên Dã nói, cái lão Từ này cũng thật là không biết suy nghĩ, uống rượu mà lại không mời tôi. Ông ta chỉ là nói mà thôi, thân là bí thư thị ủy, công việc mỗi ngày đều rất bận, lúc này vừa mới làm xong. Làm sao mà có thời gian uống rượu? Trương Dương nói, ông chưa ăn. Đỗ Thiên Dã gật đầu nói, đến chỗ tôi ngồi uống một chút. Trương Dương nói, đừng phiền phức, tôi mời ăn thịt quay Hán Giang. Đỗ Thiên Dã nhíu mày. Trương Dương biết ông ta lo rằng sẽ bị người khác nhận ra, cười nói, mang kính mát của ông vào, Hán Giang có phòng, chúng ta vào trong ăn, bảo đảm là không ai có thể nhận ra ông. Đỗ Thiên Dã xuống xe, kêu tài xế về trước đi. Rồi nói với Trương Dương, đừng lái xe, uống rượu rồi lái xe không an toàn, chúng ta đón taxi đi. Trương Dương xoay người, thấy Lưu Kim Thành còn chưa đi, vẫy vẫy tay với ông, Lưu Kim Thành vẫn chưa đủ cấp bậc để đi cùng với Đỗ Thiên Dã, ông có chút thận trọng khi đi tới, kêu một tiếng bí thư Đỗ. Đỗ Thiên Dã gật đầu, ông ta không quen với Lưu Kim Thành, nhưng biết Lưu Kim Thành là xưởng trưởng của nhà máy rượu. Trương Dương nói, xưởng trưởng Lưu. Tôi và bí thư Đỗ muốn đi nhờ xe của ông được không? Lưu Kim Thành vội vàng nói, được, không thành vấn đề. Lưu Kim Thành là một người thông minh, ông biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, quan hệ của Trương Dương và bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã, Giang Thành OK ai là không hiểu cả, người ta hai người muốn làm gì, thì cũng không để lượt ông xen vào, ông đưa hai người đến con đường chỉ định. Lúc bọn họ xuống xe, Lưu Kim Thành nói lời đưa tiễn, còn kín đáo đưa cho Trương Dương hai bình rượu. Trương đại quan nhân cũng không từ chối, cười tủm tỉm gật đầu, rồi cùng Đỗ Thiên Dã bước đi. Đỗ Thiên Dã thấy Trương Dương mang theo hai bình rượu, không khỏi cười nói, rốt cục đúng là xưởng trưởng nhà máy rượu, bình thường trong xe luôn chứa mấy thứ này. Trương Dương cười nói, rượu này rất ngon, ông nếm thử rồi sẽ biết. Đỗ Thiên Dã đeo cặp kính không độ của mình vào, Trương Dương đi phía trước, ông đi theo sau lưng của Trương Dương, rất sợ người khác nhận ra thân phận của ông. Khi mà bước vào trong quán nướng Hán Giang,
Đỗ Thiên Dã mới phát hiện ra, các vị thực khách ở đây đều tập trung vào việc của mình, có ít người liếc ông một cái, cho dù là chủ tiệm Lý Thừa Kiền cũng vội vàng nói chuyện với Trương Dương, căn bản là không để ý đến vị bí thư thị ủy này. Trương Dương đặt một phòng nhỏ, rồi cùng Đỗ Thiên Dã đi vào. Sau khi đồ ăn được mang lên, Trương Dương chuẩn bị khui rượu, thì Đỗ Thiên Dã nói, uống bia đi, ngày hôm nay có chút bực mình, uống bia giải khát. Trương Dương đương nhiên là tôn trọng ý kiến lãnh đạo rồi, kêu Lý Thừa Kiền mang hai chai bia lên, hai người tự mình rót bia, Đỗ Thiên Dã không nói gì, rót nửa chai bia vào, cảm thán, đã lâu rồi không có cảm giác tự do tự tại này. Trương Dương cười nói, thấy buồn bực thì cứ đến núi Thanh Thai, chỗ đó bảo đảm là không ai nhận ra ông. Đỗ Thiên Dã cười nói, Trần Tuyết nghỉ ngơi ở chỗ đó, gần đây tôi không có qua, nói xong ông lại bổ sung, lão gia tử không cho tôi qua. Trương Dương nói, mọi chuyện đều đã rõ, hà tất gì phải gạt cô ấy. Đỗ Thiên Dã nói, đừng nói chuyện của tôi, có việc muốn nói với cậu, có người kiện cáo với ủy ban kỷ luật, căn biệt thự gỗ ở Nam Hồ rốt cục có phải là của cậu không? Trương Dương nghe Đỗ Thiên Dã cũng nhắc đến chuyện này, không khỏi cười khổ nói, cái gì thế này, hạng mục sân bay còn chưa đặt móng xong, mà đã có nhiều vở kịch nhảy về người tôi, muốn mượn đề tài để nói xấu tôi, kiện cáo tôi có vấn đề kinh tế sao? Đỗ Thiên Dã nói, tôi mặc kệ người khác nói thế nào, cậu thành thật nói cho tôi biết, căn biệt thự đó rốt cục có phải của cậu hay không? Trương Dương lắc đầu nói, không phải, căn biệt thự đó là của Hồ Nhân Như, không có liên quan gì đến tôi cả. Đỗ Thiên Dã uống hết ly bia, và rót nửa chai bia còn lại vào ly. Trương Dương gắp cho ông một miếng thịt dê nướng, cười nói, bí thư Đỗ, đừng để bụng trống mà uống bia, có hại cho cơ thể, ăn chút thịt vào đi. Đỗ Thiên Dã đón lấy miếng thịt dê của hắn, nói Trương Dương, cậu là ai, tôi rất rõ ràng, tôi biết cậu không tham tiền, nhưng cậu dám nói là cậu không háo sắc không? Tôi không lo lắng cậu bị vấp ngã trên kinh tế, nhưng mà, tôi lo lắng về phương diện khác. Trương Đại Quan Nhân trịnh trọng nói, lão Đỗ, lời này của ông nói sai rồi, tôi không phải là háo sắc, mà là trọng tình cảm. Đỗ Thiên Dã nói, cỡ như cậu mà cũng biết ba chữ trọng tình cảm sao? Trương Dương gật đầu nói, chấp nhận đi con đường một người thì người đó gọi là trọng tình cảm, chỉ là cái này cần có ý chí sắt đá làm tiền đề, con người của tôi lại nhẹ dạ, không nhịn được những cô gái làm cho tôi thương tâm. Đỗ Thiên Dã trừng lớn hai mắt, thằng nhãi này đang trào phúng mình mà, Đỗ Thiên Dã nói, chịu thua cậu rồi, cậu mà nhẹ dạ cái gì, hoa tâm mới đúng. Trương Dương nói, tôi nói lão Đỗ này, ông vừa mới nói cái gì? Sao lại kéo tình cảm cá nhân của tôi vào đây? Đỗ Thiên Dã nói, cũng là do cậu, lôi tôi vào cuộc mà, trọng tâm câu chuyện bị cậu đổi qua. Trương Đại Quan Nhân làm vẻ mặt vô tội, là do tôi cái rắm, do ông đổi qua. Đỗ Thiên Dã nói, Hồ Nhân Như có quan hệ không tồi với cậu nha, đi hết một vòng, cuối cùng cũng trở lại điểm khởi đầu. Trương Dương nói, tôi văn ông, tư tưởng của lãnh đạo các người có thể thuần khiết một chút được hay không, tôi và cô ta quen thuộc thì đại biểu cho tôi và cô ta có mờ ám à? Vậy ông và Tô Tiểu Hồng cũng rất quen thuộc, lẽ nào hai người cũng có mờ ám sao? Đỗ Thiên Dã nghe xong liền hết hồn, phản ứng đầu tiên là, chuyện của mình và Tô Tiểu Hồng hắn ta làm sao mà biết? Chỉ là nghĩ lại, chuyện này Trương Dương căn bản là không có khả năng không biết, chỉ là thuận miệng nói ra thôi, thảo nào nghe mà có chút giật mình. Tiết tấu trong lòng của Đỗ Thiên Dã cũng không giấu được cái lỗ tai của Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương vốn chỉ thuận miệng nói ra một câu thôi. Nhưng mà thật không ngờ lại làm cho trái tim của Đỗ Thiên Dã lại phản ứng kịch liệt như vậy. Trương Dương là một người thông minh, hắn lập tức ý thức được giữa Đỗ Thiên Dã và Tô Tiểu Hồng rất có thể có chuyện. Chỉ là càng như vậy, thì càng không thể tiếp tục trọng tâm câu chuyện này được. Đỗ Thiên Dã tuy rằng là bạn tốt của hắn, nhưng mà người ta nói thế nào cũng là bí thư thị ủy Giang Thành cả. Loại chuyện này không thể đem ra hỏi được, càng không thể lấy ra nói trên bàn nhậu. Đỗ Thiên Dã nói, Trương Dương, cậu tốt nhất là nói rõ chuyện này cho tôi. Tôi thật sự không hy vọng cậu vấp ngã trong chuyện này. Trương Dương nói, đất của căn biệt thự đó là do Tiếu Minh tặng cho tôi, lúc đó hắn làm chủ nhiệm hội quản lý khu khai phá, tặng đất cho tôi là vì đền đáp, tôi biết loại chuyện này là sai, nhưng Hồ Nhân Như rất thích miếng đất đó, cho nên tôi đem miếng đất tặng cho cô ta, biệt thự mà Hồ Nhân Như xây trên mảnh đất đó cũng đều đi theo trình tự chính quy, bao gồm cả việc mua đất, cũng không hề thấp hơn giá trong khu, ông hiểu chưa? Đỗ Thiên Dã đương nhiên rõ ràng. Chuyện này tuy rằng biểu hiện bên ngoài thì chẳng có gì cả, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì có thể phát hiện, quan hệ của Trương Dương và Hồ Nhân Như khẳng định là không tầm thường, một cơ hội tốt đặt ra trước mắt như vậy,
vì sao hắn lại cho Hồ Nhân Như. Nhưng mà câu trả lời của Trương Dương cũng làm cho Đỗ Thiên Dã yên lòng, ít nhất là Trương Dương cũng không có khuyết điểm trong vấn đề kinh tế. Đỗ Thiên Dã nói, lão đệ, tầm quan trọng của hạng mục sân bay không cần tôi phải nhấn mạnh với cậu, càng gặp phải loại sự kiện trọng đại này, chúng ta càng phải mềm mỏng xử lý, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sai lầm. Trương Dương nói, anh Đỗ, anh trai của tôi đã đủ cẩn thận rồi, chỉ là bây giờ anh buộc tôi phải bước nhanh về phía trước, tôi mà không đi, anh sẽ hận không thể cầm roi ra lên mà đánh tôi mất. Đỗ Thiên Dã không khỏi bật cười nói, muốn chống kêu to thì còn cần có rủi cui, tôi không đánh cậu, cậu làm sao mà dương danh lập vạn. Cậu không phải là muốn thăng quan sao? Hạng mục sân bay trước mắt chính là cơ hội tốt. Trương Dương gật đầu nói, anh trai à, anh đối với tôi thật tốt. Nếu như anh cho tôi 5-6 tỷ thì tôi còn tin, nhưng tình huống bây giờ, anh có đánh chết tôi cũng không tin. Đỗ Thiên Dã cầm ly bia rót đầy lên, nói, Hồng quân công nông Trung Quốc còn không sợ viễn chinh vất vả, muôn sông ngàn núi cũng chỉ là như không, chỉ cần anh em chúng ta đồng lòng hợp lực, thì thiên hạ này có chuyện gì mà không làm được. Trương Dương cũng cầm ly bia lên hưởng ứng, còn chưa kịp uống, thì điện thoại di động liền vang lên, hắn nghe điện thoại, cú điện thoại này là do Hà Trường An gọi đến. Giọng nói của Hà Trường An từ đầu đến giờ cũng đều là không gấp không vội, bình tĩnh như thường nói Trương Dương à, đề nghị của tôi thành phố thảo luận chưa? Trương Đại Quan Nhân trả lời rất thẳng thắn, Hà Tiên Sinh, thành phố không đồng ý, hay là ông nên suy nghĩ lại đi? Hắn nói xong liền cúp điện thoại, Đỗ Thiên Dã cười tủm tỉm nhìn Trương Dương, Hà Trường An gọi đến à? Trương Dương nói, lão cáo giả này dám ngang nhiên bàn điều kiện với chúng ta. Đỗ Thiên Dã nói, đối kháng với chính phủ. Chỉ có một kết cục thôi. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Hà Trường An cũng không nổi giận vì Trương Dương cúp điện thoại, buông điện thoại xuống, tựa đầu vào giường, Lê San San mặc một cái váy ngủ màu hồng nhạt ngồi bên người ông, ôm lấy đầu vai của ông, bàn tay nhỏ nhắn đưa vào trong áo ngủ của Hà Trường An, nhẹ nhàng vuốt ve ngực của ông. Hà Trường An tuy rằng bây giờ đã gần 50 rồi, nhưng cơ thể vẫn săn chắc như cũ. Hà Trường An nói, Trương Dương là một người thế nào? Lê San San ôn nhu nói, tuổi trẻ xúc động, còn có chút khuynh hướng bạo lực. Hà Trường An bật cười ha hả, nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn vểnh đầy ắp của Lê San San, thấp giọng nói, anh vốn cho rằng, anh và hắn có thể trở thành bạn tốt, chỉ là tên nhóc này tựa hồ có ôm địch ý với anh. Lê San San nói, con người của hắn là như vậy, nhưng mà trong nội tâm lại không xấu. Hà Trường An liếc nhìn Lê San San đầy thâm ý, làm cho Lê San San khiếp đảm. Giải thích, em chỉ là nói ra cái nhìn của bản thân. Hà Trường An nói, một người đàn ông có thể khiến cho đàn bà của anh nói tốt, tất nhiên là có chỗ tốt, ông nhắm mắt lại, tổng thể của Giang Thành cũng không có gì tốt, việc buôn bán của anh cũng không thích kết thù, hòa khí mới phát tài được, hợp lại liều mạng kẻ sống người chết thì có ý tứ gì. Nhưng mà Trương Dương này thật sự làm cho anh đoán không ra được, hắn rất thiếu tài chính, mà anh lại có thể bù đắp chỗ thiếu ấy cho hắn. Chỉ là hắn lại từ chối ý tốt của anh hết lần này đến lần khác, em nói hắn rốt cục là thông minh, hay là ngu ngốc. Lê San San nói, trong chuyện này hắn quả thật rất ngu ngốc. Hà Trường An bỗng nhiên mở mắt ra nói, lẽ nào hắn còn có một nguồn cung cấp tài chính khác. Trương Dương và Đỗ Thiên Dã uống đến gần 12 giờ đêm, hai người sóng vai nhau đi ra khỏi quán nướng Hán Giang, Đỗ Thiên Dã vốn định kêu Trương Dương về nhà ông ngủ, nhưng Trương Dương lắc đầu, từ đây về chỗ hắn ở cũng không xa. Hắn đi bộ được rồi, chỉ là trước khi hắn còn ném chìa khóa xe cho Đỗ Thiên Dã, kêu Đỗ Thiên Dã ngày mai đem xe của hắn chạy đến tòa thị chính, hắn đi làm rồi lái xe sau. Tuy rằng đã là nửa đêm rồi, nhưng phố lớn ngõ nhỏ của Giang Thành không hề ít những quầy quán, đa số đều là những quán nướng, người Giang Thành rất là thích nhậu, hơn nữa cũng có thói quen chiến đấu hăng hái trong thời gian dài. Trương Dương ngâm nga một ca khúc, dạo bước rong chơi trên con đường, ngửi thấy mùi thịt nướng trong không khí. Đây mới là cuộc sống, hắn bỗng nhiên phát hiện ra mình căn bản là một người bình thường, chỉ có thể ăn khói lửa nhân gian, tu tâm dưỡng tính không thuộc về hắn, nếu thật sự được chọn cái cuộc sống ấy, hắn sẽ không được vui sướng, hắn chỉ thích cái cảm giác sống hiện tại mà thôi, muốn sinh hoạt giữa đám người, sinh hoạt trong xã hội, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này. Mình là một người bình thường, Trương Đại Quan Nhân lẩm bẩm. Trở về chỗ ở của mình, lười biếng nằm xuống giường. Buổi chiều nay Hồ Nhân Như đã đến Ai Cập rồi, Trương Đại Quan Nhân tối hôm nay đặc biệt cô độc, hắn đặc biệt tưởng nhớ một vị hồng nhan chi kỷ để ôm trong lòng mà nói chuyện phiếm, Trương Dương phát hiện ra lúc mình cần nhất, thì bên cạnh không có một ai cả, hắn cầm lấy điện thoại, trong đầu hiện lên những bà vợ của mình,
cuối cùng chỉ còn lại Sở Yên Nhiên, đã trễ thế này rồi quấy rầy ai cũng không thích hợp, Sở Yên Nhiên đang ở bên Mỹ, giờ này đang là buổi sáng mặt trời lên cao. Sở Yên Nhiên không nghe điện thoại của hắn, vừa mới reng lên 2 tiếng liền cúp máy. Trương đại quan nhân sửng sốt, cái gì thế này? Cô gái nhỏ này dám cúp điện thoại của mình. Vì thế Trương đại quan nhân lại gọi thêm một lần nữa, mà Sở Yên Nhiên vẫn tiếp tục cúp điện thoại của hắn. Trong lòng Trương Dương có chút kỳ quái, nghĩ lại hình như mình đâu có đắc tội gì cô ta đâu. Lẽ nào việc của mình đã bị cô ấy phát hiện? Cái này gọi là có tật giật mình, cho nên Trương đại quan nhân yên lặng tính toán, chờ đợi trong giày vò chừng 15 phút sau, khi thằng nhãi này nghĩ cái gì cũng không ra, muốn đi ngủ một phen, thì điện thoại của hắn rốt cục đã vang lên. Điện thoại là do Sở Yên Nhiên gọi đến, không đợi Trương Dương mở miệng, Sở Yên Nhiên đã rụt rè nói, xin lỗi, vừa rồi công ty đang họp, em không tiện tiếp điện thoại. Trương Dương nói, anh cũng đoán được rồi. Trong lòng thằng nhãi này lại thở phào một hơi, hắn căn bản là không có phỏng hay đoán gì cả, vừa rồi trong đầu toàn nghĩ miên man. Sở Yên Nhiên nói, sao muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ? Nhớ em. Sở Yên Nhiên im lặng một hồi lâu. Có lẽ là đang lặng lẽ tiêu hóa những lời của Trương Dương đã gây cho cô ấm áp và hạnh phúc, nhỏ giọng nói, thật sao? Trương Dương nói, còn thật hơn là sự thật, thằng nhãi này đúng là nói thật đấy, chỉ là hắn không chỉ nhớ đến một mình Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nói, ngủ không được sợ rằng không chỉ bởi vì một mình em đâu. Trương Dương lập tức bảo đảm, cũng là bởi vì em đấy, anh dùng lương tâm của anh bảo đảm. Một chút lương tâm của anh đã bị chó gặm rồi. Sở Yên Nhiên mới không tin tưởng, lời nói của thằng nhãi này ít nhiều gì cũng có ý giấu đầu lòi đuôi. Trương Dương nói, còn có một chút, giữ lại cho em gặm. Sở Yên Nhiên nói, anh mới là chó đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 435.